Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần, một bản tin rất là quen thuộc trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Để phân tích đánh giá lại tất cả các cái kịch bản mà chúng ta đã đề ra trong tuần vừa qua, view lại các mã cổ phiếu cơ bản, các nhóm cổ phiếu blue chip và một số các mã cổ phiếu có xu hướng dòng tiền tốt, và cuối cùng thì Hùng Lê sẽ cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ có một vài cái nhận định xu thế thị trường trong tuần mới. Thế thì chúng ta sẽ đi ngay vào những cái phần chính của bản tin phân tích định lượng thị trường ngày hôm nay. Kết thúc tuần giao dịch thứ hai thì Hùng đã ra bản tin video số 125 phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 12 đến ngày 16, trong đó VN Index test cung ở vùng 920 điểm, VN30, VN và phái sinh sẽ hướng đến cột mốc 870 điểm đến 880 điểm. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào các mã cổ phiếu trụ, nhóm banh và chứng khoán, video số 125. Và sau đó thì thường ấy là sau cái bản tin đó thì Hùng thường sẽ có một cái bản tin view lại ngắn gọn, nó ngắn gọn cái câu chuyện về thị trường trong tuần mới. Và cái câu chuyện đó thì Hùng tóm gọn lại một số ý như sau. Về ý đồ tạo lập thì hiện tại là cái phiên giao dịch của tuần cũ thì tạo lập chủ yếu là dùng trụ để kéo điểm số về thị trường, đặc biệt là đã kéo VN Index qua vùng 920 điểm. Thì các anh chị cũng có thể xem lại bản tin video số 124 thì những cái mã cổ phiếu nào, những cái nhóm ngành nào đã kéo VN Index lên qua cái vùng 920, và tại cái thời điểm ra bản tin video số 125 thì cũng có đánh giá lại cái kịch bản là VN Index sẽ test cung không gãy vùng 920 điểm trên một cái hành trình hướng đến cột mốc 935 điểm, hành trình hướng đến cột mốc 930 điểm đến 945 điểm đối với chỉ số VN Index. Cùng với đó thì Hùng đánh giá tiếp là khi VN Index đạt được cái cột mốc ở 945 điểm thì VN30 và phái sinh thì dự kiến là sẽ đi về cái vùng kháng cự 870 điểm đến 880 điểm. Và khi mà các trụ kéo thì chúng ta thấy rằng là hai tuần vừa qua thì chủ đạo là trụ kéo. Nhóm cổ phiếu mid cap thì tiếp tục chỉnh giảm, nhóm mid cap tiếp tục chỉnh giảm, và đây là một cái sự luân chuyển về dòng tiền nó rất là hợp lý. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trước đó 2 tuần thì nhóm mid cap đã có một cái quá trình tăng điểm phải nói rất là tuyệt vời. Các mã cổ phiếu mid cap có vốn hóa vừa thì đã có một cái nhịp tăng điểm rất là tốt, và sau đó thì nhóm này sẽ bị chốt lời. Thì cái quá trình chốt lời đó thì những cái nhóm nào nó sẽ phải thay thế vào cái vị trí để dẫn dắt thị trường thì đấy là trụ. Và chúng ta thấy rằng là trụ đã làm rất là tốt cái vai trò trong tuần 124 và đến thời điểm hiện tại là tuần 125. Trong cái tuần 125 thì Hùng dự kiến là nhóm banh và chứng khoán sẽ tiếp tục thế chỗ vào cái câu chuyện trụ. Cùng với đó thì nhóm dầu khí, nhóm xây lắp và các cái blue chip vừa như là FPT, như là Hòa Phát, như là G, như là Bình Minh, thì chúng ta thấy rằng là cuối tuần phiên ngày hôm nay thì FPT đã lên tiếng, và trong tuần thì đã có những cái điểm của Hòa Phát, đúng không ạ? Hòa Phát có một phiên giao dịch ngày hôm qua chạm vùng 30, tí nữa chúng ta sẽ phân tích. Thì đấy là cái sự luân chuyển về dòng tiền để thế chỗ cho trụ, và các cái trụ thì cũng có cái sự luân phiên, và đấy là một cái sự vận hành rất là nhịp nhàng của thị trường. Thì cùng với đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Hùng có đưa ra các cái vùng hỗ trợ đó, không gãy, và cái vùng hỗ trợ của VN Index, VN phái sinh. Đây là những cái yếu tố, những cái mốc, những cái chốt chặn để giúp cho chúng ta quyết định cái đường đi tiếp theo thị trường chứng khoán, và quyết định cái câu chuyện là thị trường của chúng ta sẽ hướng đến mốc 930 điểm đến 945 điểm. Thì đấy là một vài ý. Và trong một tuần giao dịch thì cũng có rất nhiều những cái phân tích theo từng ngày. Ví dụ như là sẽ có những cái đánh giá thì để mà tham gia những cái góc độ để mà có được những cái gọi là những cái phân tích định lượng hàng ngày, thì Hùng Lê mời các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta sẽ tham gia những cái phân tích định lượng hàng ngày của Hùng Lê. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi view lại các mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành khá là cơ bản của chúng ta, để chúng ta xem là trong một cái tuần vừa qua thì các cái mã cổ phiếu này giao dịch như thế nào. Ok.
Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu VIX. Thì đối với VIX là như vậy, là các anh chị có thể nhìn thấy đây, những cái vòng, những cái điểm này Hùng vẽ thì nó đã qua hàng tuần. Đó thì các anh chị có thể thấy rằng vùng hỗ trợ 90 của VIX khá là ok, và vùng kháng cự của VIX ở đây là vùng 97. Vùng 96 đến vùng 97, 96.5 đến vùng 97, thì kết phiên tuần thì VIX đã có những điểm đánh vượt thoát vùng 97, 96.5. Đó thì đối với VIX thì cũng không có khuyến nghị đầu tư, nhưng những anh chị mà thích thì các anh chị có thể xem vào cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó, những cái vùng hỗ trợ ở đây thì chúng ta mua vào những cái vùng kháng cự này chúng ta bán. Đối với kịch bản của VIX, sau khi mà VIX đánh vượt thoát cái vùng kháng cự ở đây thì VIX sẽ có những cái điểm test cung lại. Sang tuần tới thì VIX sẽ có những cái điểm test cung, và với một cái dòng tiền test cung như phiên ngày hôm nay thì nó rất là hợp lý cho xu hướng của VIX. Và những điểm test cung của VIX không gãy vùng 96, ở đây là vùng 96 đến vùng 96.5, thì cái cơ hội để VIX tiếp tục kéo. Và đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà nằm trong những ý đồ tạo lập của thị trường, nên là tạo lập sẽ dùng để kéo về chỉ số và về điểm số. Vinhome, bản thân Vinhome trong thời điểm hiện tại là chúng ta có một cái vùng hỗ trợ của Vinhome ở đây, đó là vùng 75, và vùng kháng cự của Vinhome thì đang ở biên trên, ở khoảng vùng 8x. Và trong tuần vừa rồi thì Vinhome đi lên được đến cái điểm cao nhất là điểm 79, 79 trên 80, và sau đó thì Vinhome đã có hai phiên cuối tuần rơi, và với những cái lực rơi như thế này thì Vinhome sẽ có những điểm test lại cung ở vùng ở đây là vùng 75 đến khoảng vùng 76 ở đây, trước khi mà hình thành một cái nhịp hồi phục mới ở đây. Bởi vì những cái tín hiệu của Vinhome như này là Vinhome đang bị bán tương đối là mạnh. Chúng ta sẽ quan sát lại Vinhome ở vùng 75, 76. Đối với mã cổ phiếu VRE trong thời điểm hiện tại thì dòng tiền cũng không thực sự là tích cực, và VRE tiếp tục là những cái điểm bám biên đi ngang ở quanh vùng 27, 27. Ở vùng hỗ trợ sâu hơn của VRE đấy khoảng vùng 26.5. Tuy nhiên với những cái cách đánh mà cổ phiếu đi ngang lình xình như này thì cũng không có kết và cũng không có khuyến nghị các anh chị tham gia đầu tư, bởi vì đầu tư như vậy thì chúng ta cũng sẽ khá là khó chịu. Sapeco là một trong những mã cổ phiếu mà tạo lập dùng để kéo điểm số ở thị trường, và trong những phân tích định lượng cùng ở đây thì Sapeco sẽ chạm về lại vùng kháng cự, đây là vùng 195. Chạm vùng kháng cự thì thông thường, thường các anh chị nhé, đó là thông thường thì cổ phiếu thường có những cái điểm rơi gãy lại để test lại những cái vùng cung cầu ở những cái điểm nó hỗ trợ thấp hơn. Đây thì các anh chị thấy đây, phiên này cũng là một cái phiên mà Sapeco chạm về vùng 195. Tiếp tục phiên ngày thứ tư cũng chạm về vùng 95, và sau đó thì rơi sâu xuống và sau đó có những nhịp kéo lên. Thì bản thân đối với Sapeco hiện tại thì trong một cái biên ở khoảng vùng 180 đến khoảng vùng 195, đây là cái biên mà tạo lập sẽ sử dụng. Trong ngắn hạn thì có thể Sapeco sang tuần tới sẽ có những cái điểm test về lại đây, đó là khoảng về vùng 185 trước khi mà sẽ có những cái nhịp kéo tiếp theo. Cổ phiếu Vinamilk sau những cái giao dịch rất là thăng hoa về chia cổ tức, đây anh chị nhìn thấy những cái điểm chia cổ tức là Vinhome có những cái điểm vượt thoát lên, thì đây là những cái điểm mà chúng ta phải hết sức tránh. Và các anh chị theo dõi Hùng Lê, những cái cách mà Hùng Lê phân tích về cổ phiếu và tiếp cận về thị trường thì gần như là chúng ta sẽ không có những cái điểm mua trong những cái phiên mà cổ phiếu biến động như này. Và thường Hùng sẽ chọn những cái phiên đây. Đây chính là cái thời điểm mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta quan tâm đến cổ phiếu Vinamilk ở những cái điểm đi ngang tích lũy chặt ở trong cái biên vùng 105 đến khoảng vùng 106.5. Và hiện tại thì Vinamilk đã có một tuần đi ngang siết chặt ở vùng 107, khá là tốt, khá là ok. Thì đây là cái thời điểm mà cổ phiếu sẽ tích lũy tạo nền, và chúng ta có mua thì chúng ta sẽ mua ở những cái thời điểm này. Đây là những cái thời điểm thăm dò vị thế, chứ không phải là mua ở những cái thời điểm mà cổ phiếu đẩy lên cao trong những cái phiên mà giao dịch rất là hưng phấn như này, rất là nguy hiểm. Thì đối với Vinamilk, theo Hùng nhận định thì sẽ là một cái trụ mà sẽ tạo lập sẽ sử dụng trong tuần mới, sẽ trong sử dụng trong tuần mới để kéo thị trường. Vùng vùng khuyến nghị ở quanh vùng 105 đến vùng 106, 105 vùng 106 ở đây. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không VGC.
Bản thân của nhóm ngành hàng không thì Hùng đã có nói rồi, đó là nhóm này thì sẽ chịu những cái tác động rất là lớn của Covid. Chính vì vậy nên là cái dư địa để mà tăng trưởng trong cái thời điểm hiện tại nó là chưa có. Và đối với VTC thì có những cái biên đi ngang ở trong một cái biên hẹp, đó là vùng hỗ trợ 103.5 và vùng kháng cự là vùng 108. Thì xu hướng hiện tại là VTC đang đi ngang ở quanh ngưỡng này, ngưỡng hẹp. HVN, đó, HVN thì cũng đã khuyến nghị các anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta cũng sẽ bán đi thôi, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì cái khó khăn chung của nhóm ngành hàng không. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng là cái vùng 26 sẽ là cái vùng đệm rất là quan trọng của HVN. Nếu như trường hợp mà HVN bị gãy cái vùng 26 ở đây thì như vậy cổ phiếu nó sẽ rơi rất là sâu ở đằng sau đó. Nên các anh chị lưu tâm, nếu như anh chị nào đang cầm HVN thì chúng ta sẽ chú ý giúp Hùng lên. Trong nhóm ngành hàng không thì mã cổ phiếu ACV là một mã cổ phiếu mà tích cực nhất và nó ok nhất về mặt quan điểm. Đó, về mặt quan điểm thì nó sẽ là ok nhất. Và bản thân thì Hùng thấy cổ phiếu này khá là tốt, khá là ổn định. Trong những cái nhịp phân tích về vùng target 68 và đạt cái target này xong thì cổ phiếu đã chỉnh giảm về vùng hỗ trợ vùng 61 đến vùng 62. Và đối với mã cổ phiếu ACV thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị. Đây, ví dụ như vậy. Đó thì ngày hôm qua là đã có những cái khuyến nghị phân tích về vùng hỗ trợ khá là tốt. Đó, khi Hùng phân tích thì mới có một cây nến xanh doji ở đây, các anh chị có nhìn thấy không ạ? Vùng hỗ trợ 61 đến vùng 62. Và ngày mai thì chúng ta sẽ thăm dò, tức là chính là tối, lúc đó là 9 giờ tối ngày hôm qua, khoảng tầm 10 giờ đêm thì Hùng có phân tích và khuyến nghị cho ngày hôm nay. Thì các anh chị thấy rằng là trong phiên ngày hôm nay ACV đã có những cái điểm giao dịch rất là tốt, và những cái vùng mà chúng ta dự kiến để chúng ta mua đó là vùng 61 đến vùng 62 và cái biên trung bình là vùng 61.5. Đó, hôm nay có vùng 61.5, chúng ta hoàn toàn có thể mua được ở vùng 61.5 các anh chị nhé. Đó, rất đẹp. Và tín hiệu dòng tiền thì đang hướng lên. Đó, ví dụ như vậy, tín hiệu dòng tiền thì đang hướng lên. Đây là một cái tín hiệu rất là tốt. Cổ phiếu AST cũng được cùng bắt đầu khuyến nghị đầu tư. Đó, sẽ có hết ở trên này các anh chị. Trên cái room không chat nó sẽ là một cái cuốn nhật ký. Nó sẽ là cuốn nhật ký mà có thể 6 tháng trước chúng ta có thể xem lại những cái phân tích của AST 25 ngày, 24 ngày và 1 ngày. Thì cách đây 1 ngày cũng như vậy, đó là đã nhìn thấy những cái điểm hỗ trợ khá là đẹp của vùng 49 đến vùng 50 và chúng ta có thể canh mua lại vị thế ở vùng này. Đó, và rất là đẹp rồi với cái vùng ở đây, vùng 49 đến vùng 50 thì dự kiến là AST sẽ có cái sự hồi phục từ vùng này. Đó, ít nhất là T cộng 3 thì chúng ta sẽ có những cái lợi nhuận, ít nhất là sẽ như vậy. Rồi, nhóm ngành hàng không thì chỉ có như vậy thôi các anh chị. BVH, đúng không ạ? Trong tuần trước thì Hùng có đánh giá trụ BVH sẽ là một cái trụ mà Tạo Lập sẽ sử dụng để kéo chỉ số. Bởi vì sao? Bởi vì Hùng cũng đã nhìn thấy những cái điểm về dòng tiền và cái điều cốt lõi nữa, đó là một cái nền tích lũy của BVH từ vùng 47.5 đến vùng 48. Sau đó thì BVH đã có những cái điểm đánh lên ở đây về dòng tiền và công lại cái vùng kháng cự vùng 50. Đó, và sau đó thì phiên ngày thứ hai thì chính thức là BVH đã đánh về vùng 53 và đã có những cái điểm vượt thoát vùng 53 ở đây. Đã có những cái điểm vượt thoát vùng 53 thì một số các anh chị đang cầm tài khoản đang cầm BVH thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái kịch bản nào. Thì bản thân là trong phiên ngày hôm nay khi BVH có những cái điểm rơi thì Hùng đã có những cái phân tích. Đây, ví dụ sẽ có trong vòng khoảng đâu đó 10 giờ đó, BVH này, vùng 53 sẽ là cái vùng rất là quan trọng để xác định cái xu thế tiếp theo, và BVH và PNG sẽ là hai trụ mà tiếp theo mà Tạo Lập sẽ sử dụng để điều tiết về chỉ số của thị trường. Sau đó kết phiên thì BVH đã đi về, tức là những cái điểm test cung của BVH ở đây rất là đẹp, nó không gãy vùng 53. Và với những cái điểm test cung của BVH như này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở trong tuần tới. BVH tiếp tục đóng ở trên vùng 53 đến vùng 54, tức là đây là cái biên hỗ trợ, thì BVH sẽ tiếp tục có những hành trình kéo tiếp theo và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những cái xu thế. Còn đối với hiện tại về trend kỹ thuật của BVH đã là BVH đã tạo nền xong, và sau một cái nhịp rơi rất là dài về mặt trung hạn, đó, nhịp rơi rất là dài về mặt trung hạn
Đây, thì BVH đã có một quá trình tạo nền. Và các anh chị nhìn thấy những cái hình mũi tên hùng vẽ như cái hình xin đây, đó là nó mô phỏng một cái quá trình mà BVH tạo nền, oằn mình để tạo nền, để bẻ gãy cái pha xu thế giảm. Và sau khi nó bẻ vẫy gãy cái pha xu thế giảm đó thì nó sẽ bắt đầu một cái pha xu thế tăng. Và đây đang là những cái dấu hiệu đầu tiên, những cái dấu hiệu đầu tiên để giúp cho chúng ta có những cái nhận định định lượng về BVH. Rồi chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu Mansan. Thì cái câu chuyện mà VN-Index của chúng ta đi được từ vùng 920 điểm lên đến vùng 945 điểm trong cái bản tin kết tuần của ngày hôm nay thì có một công rất lớn đến từ mã cổ phiếu Mansan. Đến từ mã cổ phiếu Mansan. Thì đối với bản thân Mansan là chúng ta thấy rằng là sau khi mà Mansan đánh vượt thoát ở cái vùng đây, nó là vùng 54.5 với một dòng tiền xác nhận. Đây chính là cái phiên mà bắt đầu phát đi cái xu thế của Mansan, sau đó thì Mansan đã đánh lên đến vùng giá 58.5 và thoát vùng 58.5 thì đây chính là cái cột mốc đánh dấu một cái phiên giao dịch bùng nổ của Mansan, và sau đó thì Mansan đã kéo lên đến vùng 8x. Thì bản thân ở trong team Hùng Lê thì cũng có những anh chị là đang cầm Mansan và đã chốt Mansan ở vùng 75. Đây là vùng 75 là một vùng kháng cự. Sau đó thì trong phiên ngày hôm qua, trong phiên ngày giao dịch ngày hôm qua thì cũng đã khuyến nghị các anh chị là chốt ở vùng 81 đến vùng 82. Đấy là cái vùng mà chúng ta sẽ tạm chúng ta chốt lại Mansan, và sau đó thì chúng ta sẽ chờ những cái nhịp chỉnh giảm về mặt kỹ thuật của Mansan để chúng ta sẽ cover lại hàng. Ở phiên ngày hôm nay là một phiên mà Mansan đã có những lúc chạm sàn và sau đó đã kéo lên vùng 80. Thì đối với bản chất của cổ phiếu thì thường là sau khi mà cổ phiếu chạm vượt cái kháng cự, đây kháng cự là kháng cự 75, thì cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại cung cầu ở vùng 75. Như vậy là Mansan trong tuần tới sẽ có những cái điểm test lại cung cầu ở vùng 75, và từ cái điểm những cái điểm test cung cầu này thì chúng ta sẽ có thêm dò tìm thêm cái vùng giá định lượng của Mansan để chúng ta có thể cover lại hàng. Còn trong ngắn hạn thì với một cái lực chốt lãi của Mansan ở vùng 81 đến vùng 82 như thế này thì sẽ có những cái điểm chỉnh giảm tiếp theo đối với mã cổ phiếu này. MWG đối với MWG trong hành trình mà chúng ta đi phân tích một cái điểm lên của MWG từ vùng giá 80 lên vùng 90, 90 lên vùng 100, 100 test cung không gãy lại vùng 100 thì xây dựng lên vùng 110. Và các anh chị thấy rằng là chúng ta đã hai lần đúng không ạ, đã hai lần chính xác là cái target 110 là chúng ta đã xây dựng ở từ vùng bản tin video số 124, và đến bản tin video số 125 thì chúng ta tiếp tục có những cái điểm về mặt hỗ trợ kỹ thuật của MWG, đó là ở vùng 104 đến vùng 105 không gãy, và đây là một cái phiên mà MWG tiếp tục có một cái lực cầu xuất hiện để kéo cổ phiếu này chạm lại về vùng kháng cự 110. Thế thì bây giờ là một số anh chị có hỏi Hùng là có mua không, thì theo Hùng là cái đoạn mà kháng cự thì thường thường là chúng ta sẽ quan sát ở trên góc độ là chúng ta sẽ xem là em này em mới có coi như là có break được hay không, có break được hay không, hay là lại test lại cung. Còn nếu mà test lại cung thì chúng ta sẽ tìm những cái điểm mà hỗ trợ thấp ở dưới này để chúng ta mua. Tín hiệu của MWG hiện tại là dòng tiền đang đi ngang và tín hiệu đường MACD cũng đang đi ngang như thế này, thì cái xu hướng mà để MWG đánh vượt thoát vùng 110 thì chúng ta cần quan sát thêm, và đang thiên về kịch bản là sẽ đang test lại cung cầu thấp hơn ở vùng này, tức là ở đâu đó khoảng 1/2 cây nến xanh ở đây, tức là khoảng vùng 107. Ở đây sẽ là những cái điểm mà MWG sẽ test lại cung trước khi mà có những cái điểm vượt thoát tiếp theo. Mã cổ phiếu PNG. Thì đối với PNG, trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích thì PNG và BVH nó vận động khá là giống nhau. Đó là sau một cái quá trình chỉnh giảm thì PNG đang có hình thành một cái nền ở đây là cái nền tích lũy, và lực cầu tiếp tục vào, và cái điểm nhấn kỹ thuật mà đẹp nhất của PNG mà ông đã đề cập ở trong bản tin video số 124 đó là vùng giá 62. Sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát vùng 62 ở đây, đây là một cái cây nến mà vượt thoát vùng 62 thì sẽ có những cái điểm test lại cung. Thì phiên ngày thứ hai là phiên mà PNG đã có những cái điểm kéo lên, sau đó PNG đã lùi lại về cung. Đây là những điểm test cung, thì bản thân là những cái điểm test cung của vùng 62 này rất là quan trọng. Và phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư
là những phiên mà đang cho thấy dấu hiệu của PNG tốt dần lên, và đến phiên ngày thứ năm thì PNG đã đóng về vùng 65, và đến phiên kết tuần ngày hôm nay thì câu chuyện là trong cái dự báo cùng là PNG sẽ đánh vượt thoát vùng 65, còn cái câu chuyện mà hôm nay mà PNG đánh lên đến tận vùng 68 thì nó nằm ngoài kịch bản phân tích đó, bởi vì là cái lực đánh mạnh như thế này thì chúng ta sẽ không nghĩ đến như vậy. Và với kịch bản với những cái động thái hiện tại như của dòng tiền như của PNG thì PNG rất có thể sẽ đánh sang tuần tới sẽ có một hai cây nến xanh và sẽ hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 70, chạm về vùng 70 xong thì cổ phiếu này sẽ có những điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật, và chúng ta sẽ dò tìm những cái điểm kỹ thuật đó để chúng ta tiếp tục định lượng một cái con đường đi tiếp theo. Và những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật các anh chị lưu ý là gì? Hùng Lê là thuần về phân tích kỹ thuật, và trong các cái điểm nhấn, các cái mốc nhấn về phân tích kỹ thuật để giúp chúng ta có thể định lượng những cái đường đi tiếp theo của cổ phiếu, và hàng tuần thì chúng ta sẽ đi xây dựng những cái target đó. Đó, chúng ta sẽ đi xây dựng cái target đó, và khi những cái điểm chỉnh, những cái điểm nhấn kỹ thuật nó bị phá vỡ thì đấy là những cái dấu hiệu mà các anh chị cần phải bán cổ phiếu ra, đúng không ạ? Rồi, Bình Minh cũng là một nhân tố mà Hùng dự kiến là sau những cái nhịp mà Bình Minh chỉnh giảm về vùng hỗ trợ đây, đó là khoảng vùng 54 đến vùng 55, đấy chính là cái kháng cự. Trước đây khi mà cổ phiếu này vượt thoát cái vùng này thì chúng ta xây dựng cái target ở vùng 6x, ở vùng 60. Và đến thời điểm hiện tại thì Bình Minh đã có 3 phiên giao dịch ở trong cái biên này. Thì đối với tín hiệu tạo nền thì thường là cổ phiếu nó sẽ có khoảng tầm 3 đến 5 phiên giao dịch để giúp cho chúng ta xác nhận cái tín hiệu tạo nền, và đây đang là những cái tín hiệu tạo nền của Bình Minh. Tín hiệu đường MACD đang mở khá là rộng như thế này thì cổ phiếu chưa thể hồi phục ngay được các anh chị, tín hiệu dòng tiền đi ngang, và chúng ta sẽ cần chờ những cái tín hiệu mà đường MACD nó thu lại để nó hướng đầu quay lên, cùng với đó thì tín hiệu dòng tiền quay lên, thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ xác nhận rằng là BMP đã tạo nền xong, đúng không ạ? Thì đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ gom cổ phiếu, gom thăm dò các anh chị. AP đối với APH trong thời điểm hiện tại cũng không có gì đột biến đó, vùng hỗ trợ như vậy là trong phiên ngày hôm nay là APH đã có trong phiên có những điểm là chỉnh giảm về vùng 70, và sau đó thì có những điểm kéo cung lên. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng sau một cái nền tảng mà cổ phiếu tích lũy đi ngang thế này mà không có động lực để vượt thoát đó, chúng ta đang chờ một cái điểm vượt thoát ở vùng trên này và không có động lực thì thường là cổ phiếu sẽ chỉnh giảm, và cổ phiếu này mà phá vỡ vùng 70 thì sẽ rơi sâu. Nên là các tài khoản mà chúng ta đang cầm nắm thì các anh chị lưu ý giúp Hùng cái vùng hỗ trợ của nó ở đây ở vùng 70. DAG trong thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều động lực, các anh chị vẫn đang là một cái nền tích lũy ở vùng trên vùng 6.56 sau khi mà hoàn thành những vùng giá mục tiêu ở vùng 7 ở đây. Cổ phiếu ba con A, đội tạo lập của ba con A hơi kém nên là chúng ta sẽ cần phải kiên nhẫn. Trong thời điểm hiện tại ba con A đi ngang siết chặt ở quanh vùng 12, cũng khoảng tầm độ nếu mà tính tháng là cả tháng rồi, và cũng chưa có những cái dấu hiệu để đánh vừa thoát nền, thì đây đang là những cái nền tảng tích lũy của cổ phiếu ba con A. Và ba con A không gãy, nói chung ý, là nhìn chung mà không gãy vùng 12. Đó, nhìn chung mà không gãy vùng 12 thì coi như là chúng ta phải kiên nhẫn thôi, chứ còn tạo lập nó đánh hơi là khá là khó chịu đối với mã cổ phiếu này. Nhịp sổ số cuối cùng của Z thì đã hoàn thành ở vùng 42. Đó, tức là từ vùng 37 và chúng ta kỳ vọng lên vùng 42 thì nó cũng đã đánh đến vùng 42 rồi các anh chị. Hai tuần đi ngang ở vùng 42 và với những cái động lực như thế này thì khả năng là Z cũng đang có những cái nhịp phân phối. Và chúng ta sẽ chờ những cái nhịp chỉnh kỹ thuật của Z ở đây ở khoảng vùng 40 đến vùng 40.3. Không gãy thì cái cơ hội lại vòng lại một lần nữa 42, nhưng ngược lại nếu mà mất cái vùng 40 ở đây thì coi như là chúng ta, anh chị nào mà đang cầm á, thì chúng ta canh để chúng ta chốt nốt để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. Rồi, FPT là một trong những mã cổ phiếu trong phân tích định lượng của ông Lê thì cũng đã có đề cập đến là tạo lập khả năng sẽ sử dụng đến những cái mã cổ phiếu blue chip vừa trong tuần vừa qua, thì chúng ta thấy rằng là Bảo Việt rồi PNG và Z cũng là những cái mã cổ phiếu mà tạo lập dùng, và đến cuối tuần thì FPT đã là một cái nhân tố. Dòng tiền ngày hôm nay của FPT khá là đột biến, gấp
hơn gấp 2 lần ở trung bình 21 phiên, một dòng tiền tương đối là mạnh đây, nó đánh giống như phiên này. Thì trong các phân tích định lượng gồm thì ông chỉ đề cập đến FPT ở vùng giá 52, và trong phiên ngày hôm nay thì FPT đã vượt thoát vùng 52. Với những kịch bản hiện tại sau một phiên mà dòng tiền đánh thốc, đánh nôn, đánh tháo như này thì cổ phiếu thường sẽ có xu hướng test lại ở khoảng vùng 52 đến khoảng vùng 53. Nhưng xu hướng sẽ ở khoảng khoảng đây, nói chung là nó sẽ ở khoảng vùng biên trên của nó, khoảng vùng 52.5 là hợp lý, và đây sẽ là những cái vùng test để thử lại cái cung cầu của FPT ở vùng này. Và nếu như mà FPT không bị gãy đó và lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta những tài khoản mà đã nắm giữ FPT thì chúng ta sẽ cân thêm 100% tỷ trọng, mà tài khoản mua mới thì chúng ta sẽ mở tham gia. Thì đấy là những cái kịch bản mà ở trong cái cách mua và trong cái hướng đến nhà đầu tư của team Hùng Lê quản lý thì Hùng Lê luôn có những cái điểm mua gom, mua hết hoặc là mua tăng tỷ trọng thì tùy tình hình thực tế. Và nhóm ngành công nghệ, các anh chị có thể thấy rằng là nhóm ngành công nghệ là nhóm ngành miễn nhiễm đối với dịch Covid, đúng không ạ? Chúng ta nói nhiều rồi, chúng ta không nói lại nữa. DigiWorld là vùng 55, là cổ phiếu này đã hoàn thành và chúng ta đang chờ một cái cây nến để cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 55. Thì các anh chị cũng khá là sốt ruột thì cũng có nói đến cái vùng ở đây, đó là nếu như cổ phiếu này không gãy vùng 52, đó, vùng 52 vẫn giữ được, nó vẫn tích lũy và vẫn giữ được thì cái cơ hội để cổ phiếu này đánh về vùng 55, đó, đầu tiên là đánh về vùng 55. Đó, và sau đó thì sẽ có một cái cây nến xanh ngồi như thế này, thì đấy là cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta định lượng cái đường đi tiếp theo của DigiWorld ở khoảng vùng giá 6x. Hiện tại thì tín hiệu đường MACD đang cắm đầu ý xuống, chính vì vậy nên là cổ phiếu nó sẽ chưa tăng được đâu anh chị, nó sẽ cần thêm thời gian để nó tích lũy trở lại. Chúng ta cứ bình tĩnh, còn tín hiệu dòng tiền thì đang khá là tốt lên rồi, ấm lên rồi, như vậy là ngày hôm nay đã có trong phiên đã có những điểm đánh lên vùng 55 nhưng không giữ được, và đây là cái dấu hiệu đầu tiên để giúp cho chúng ta rất có thể là sang tuần tới cái gap từ vùng 52 đến vùng 53 này sẽ được lấp và một cái dòng tiền xuất hiện khoảng tầm độ trên 1 triệu cổ phiếu và kéo DGWK vượt thoát vùng 55, chúng ta có tiếp sẽ xây dựng tiếp cái target tiếp theo của cổ phiếu này. Cổ phiếu CMG hiện tại là chưa có nhiều động lực và cũng rất nhiều những anh chị em đang khá là sốt ruột đối với mã cổ phiếu này. Thì cái câu chuyện là CMG đang có vùng xây lại nền ở vùng 34 đến vùng 34.5 ở đây. Nó khá là hợp lý, khá là ok. Nó có trong phiên có những cái phiên đánh lên kéo lên, nhưng mà xét về tổng quan một tuần thì cổ phiếu này cũng đang có những điểm tích lũy. Dòng tiền đi ngang và tín hiệu đường MACD thì đang có dấu hiệu thu hẹp dần. Và khi nào mà nó có những cái sự chuyển pha về mặt xu thế ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lại gom lại 30% vị thế ở đây để chúng ta bắt đầu chúng ta một cái hành trình ở bên này. Xét về cái sự mức độ kỳ vọng của nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thì Hùng Lê vẫn tiếp tục đánh giá ưu tiên. Chúng ta sẽ tập trung, chúng ta sẽ cầm nắm thêm những cái mã ngành của cổ phiếu công nghệ, bởi vì nó sẽ là miễn nhiễm đối với Covid-19 và nó sẽ dự báo sẽ có những cái kết quả kinh doanh rất là khả quan của năm 2020. Novaland không có điều gì đột biến, vùng 62 đến vùng 65. Cotecom, CTD. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến Cotecom. Đó, các anh chị có thể thấy ở đây khi mà cổ phiếu Hùng có phân tích trong một cái nhịp mà Cotecom chạm vùng 80 và chúng ta nói đến vùng hỗ trợ 72.5, tức là nhịp này nếu như cổ phiếu chỉnh chạm về vùng 72.5 tích lũy thành công thì sau đó có một lực cầu đẩy lại thì cái cơ hội mà đi tiếp của Cotecom là còn. Và đến cái thời điểm hiện tại đây là khi Cotecom bị mất vùng 72.5 thì tại thời điểm đó chúng ta chưa hề biết là Bắc Dương rời Cotecom. Thời điểm này là chúng ta chưa hề biết các anh chị. Và đây là những cái anh chị gọi là phần chìm của tảng băng thì họ đã bắt đầu họ bán ra. Và cổ phiếu phá trend kỹ thuật ở đây, phá trend kỹ thuật tại vùng 72.5 thì chúng ta hoàn toàn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta sẽ rất ít và rất khó để tiếp cận những cái thông tin. Và khi mà thông tin Bắc Dương ra đi thì cổ phiếu nó đã rơi về đến ở những vùng 60 rồi. Đó. Vậy thì cái điều gì khiến cho cổ phiếu rơi từ vùng 72.5 về vùng 60? Thì chắc chắn là cổ phiếu nó có một cái vấn đề gì đó nó bất thường và chúng ta không biết. Và chúng ta chỉ nhận diện được trên cái phân tích kỹ thuật và
Và vì sao Hùng Lê lại tập trung để Hùng Lê phân tích kỹ thuật là như vậy? Chúng ta không thể săn đón hết được tất cả các cái tin tức, mà chúng ta sẽ nhìn những cái dấu hiệu bất thường của cổ phiếu để chúng ta nhận diện, à như vậy là cổ phiếu sẽ tăng tiếp, à như vậy cổ phiếu sẽ giảm giá. Đó thì đấy là những câu chuyện. Và rất nhiều những anh chị là đòi bắt lại cổ tích công, nhưng Hùng đã can can rất nhiều tài khoản là dừng lại từ từ để chúng ta xem những cái tín hiệu tạo nền đó, và vùng sâu ở vùng 58, và đến kết phiên ngày hôm nay thì cổ tích công đã bị gãy mất vùng 58, và chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ không biết đâu là đỉnh của cổ phiếu và đâu là đáy của cổ phiếu, nên tuyệt đối khi cổ phiếu phá trend kỹ thuật thì chúng ta không nên bắt đáy đó, và chúng ta lao vào chúng ta bắt là chết rồi. Và ngày ví dụ như ngày thứ hai nó lại làm thêm một cây nến đỏ như thế này nữa, thậm chí là nếu như trường hợp của cổ tích công mà bị gãy vùng 50 thì nó lại tò tò xuống dưới này nữa, thì như vậy là chúng ta bắt từng nào thì chúng ta sẽ chết từng đó, và lãi lỗ lại gồng lỗ. Nên cái câu chuyện là chúng ta rất hạn chế những câu chuyện bắt đáy, và cổ tích công hiện tại thì khá là xấu bởi vì bác Dương bác đi, nên là nội bộ nó sẽ có rất nhiều cái sự xáo trộn, rất nhiều cái vấn đề đằng sau đó. Đối với cổ phiếu HTN thì chúng ta có thể xem những yếu tố cơ bản của HTN. Đây là một mã cổ phiếu cũng tương đối là ổn định, tương đối tốt là của nhóm ngành xây lắp. Ở phiên kết tuần thì nó hơi xấu, nó lấp lại hết toàn bộ cái nỗ lực tăng trước đó, trong một tuần trước đó, trong những ngày trước đó của HTN. Mục tiêu của HTN trong nhịp này là đánh chạm về vùng 29, và trong tuần và kể cả tuần trước thì cũng đã có những cái điểm cao nhất ở khoảng vùng 28.5. Sau đó thì cổ phiếu sẽ test tích lũy không gãy ở vùng 26 thì lực hồi nó sẽ xuất hiện để đánh chạm lại vùng về vùng 29, và ở trong tuần thì cái kịch bản mà chạm 26 đánh lên thì đã có, nhưng mà cái phiên kết tuần mà như thế này thì nó lại xóa hết, mất hết những cái nỗ lực của phiên ngày thứ 6 và phiên ngày thứ 5 trước đó, thì như vậy là cổ phiếu HTN vẫn ở trong một cái trạng thái là đi ở biên vùng, đây là vùng 26 đến vùng 29. Rồi HDC. Đối với HDC trong kịch bản phân tích một sóng lên đây, các anh chị có thể xem lại ở đây. Và khi mà cổ phiếu ở đây là tuần kết tuần, đây cái điểm xanh xanh này là bản tin video số 124. Và trong cái bản kết tuần này thì cổ phiếu này đã hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng giá 24. Và sau đó thì cũng có đề cập đến cái câu chuyện là cổ phiếu này cần phải giữ được ở trên vùng 24. Tích lũy từ 1 đến khoảng 3 phiên thì cái cơ hội để cổ phiếu này tiếp tục một cái hành trình tăng giá để đánh lên ở đây là còn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đây là những cái tín hiệu kỹ thuật mà giúp cho chúng ta nhận diện rằng cổ phiếu có những cái vấn đề bất ổn, và đây chính là những cái vấn đề bất ổn, và cổ phiếu đã không lấy lại được phiên ngày thứ 2 thì đã có những cái điểm ngồi lại đúng vùng 24, và đến phiên ngày thứ 3 thì đây là những cái điểm mất cầu. Thì cái phương pháp của Hùng có nói đến các anh chị đó là 532, tức là khi cổ phiếu đạt các cái ngưỡng kháng cự thì chúng ta sẽ chốt đi như thế nào? Chúng ta sẽ chốt đi 50%, và sau đó chúng ta tiếp tục quan sát những điểm hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu. Nếu như cổ phiếu còn có cơ hội tăng, chúng ta sẽ cầm tiếp 50% còn lại. Nếu như chúng ta cổ phiếu mà không có cơ hội tăng thì chúng ta sẽ bán ra. Đó thì đây là những cái điểm mà chúng ta để tối ưu hóa được cái lợi nhuận khi mà các cái target của Hùng phân tích chạm kháng cự, thì các anh chị lưu ý như vậy chúng ta tự động chúng ta bán. Còn cái kỳ vọng của từng nhà đầu tư nó sẽ khác nhau, nên là Hùng sẽ không thể bảo anh chị là anh ơi bán đi đó, mà Hùng chỉ đưa ra một cái đến đấy là kháng cự đó, còn câu chuyện là bán hay không thì tùy các anh chị thôi, chứ Hùng không có thể can thiệp vào cái câu chuyện đó. Bởi vì rất nhiều những anh chị là sau khi bán xong nó lên thì, ui rồi em ơi hôm qua chú nói thế nào ấy chứ, bán xong nó lên thế chú nói rờ dần dần đó, ví dụ như vậy nó sẽ rất là không hay, đúng không? Không chỉ đưa ra cho anh chị một cái hướng để tham khảo, và tiền các anh chị lãi là các anh chị mang về nhà để là coi như là chúng ta nuôi vợ nuôi con, đúng không? Và Hùng chỉ có một cái niềm vui đó là được rất nhiều những lời cảm ơn động viên của anh chị em đó, sau khi mà mua được cổ phiếu lãi là các anh chị em có nhắn cho Hùng Lê bảo em ơi lãi rồi đó, hoặc là em ơi lỗ rồi, đúng không? Đó, ví dụ như thế. Thì đối với HDC thì khả năng với xu hướng hiện tại và với cái lực bán như thế này, dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, tín hiệu đường MACD cũng cắm đầu đi xuống rất là sâu, thì cổ phiếu thường nó sẽ về lại vùng hỗ trợ gần nhất của nó, như vậy là sẽ về lại khoảng vùng 21 đến vùng 22, tích lũy lại thêm ở vùng này, đúng không? Rồi HDG.
Đó, đối với HDG cũng như vậy, đúng không? Trong bản tin phân tích tuần là chúng ta đã đưa cái target của cổ phiếu này về vùng 26. Và khi về vùng 26, cổ phiếu phải có những cái điểm test cung không gãy và những cái điểm test cung ở đấy có thể là vùng 25. Và trong tuần vừa rồi thì những cái điểm test cung này đã bị gãy, các anh chị, đã bị gãy ở phiên ngày thứ năm. Đã bị gãy phiên ngày thứ năm thì xu hướng cổ phiếu sẽ về lại cái vùng tích lũy. Đó, vùng tích lũy thấp hơn ở đây. Đó chính là vùng 23.7 đến vùng 24. Và trong phiên ngày hôm nay, ở phiên kết tuần thì HDG cũng đã có những điểm chạm về biên dưới của vùng tích lũy 23.7 và kết phiên ở vùng 24. Tín hiệu kỹ thuật của HDG thì nó cũng hoàn toàn tương tự như là HDC, nó cũng đang khá là xấu khi mà đường MACD đang cắm đầu đi xuống như vậy. Thì đó, khi mà cổ phiếu chạm về đến những cái điểm target phân tích thì chúng ta nên chốt bớt đi để chúng ta bảo toàn, thứ nhất là bảo toàn lợi nhuận, thứ hai là chúng ta có cảm giác chốt lãi. Và trường hợp như nếu như mà cổ phiếu về đến vùng 25 này tích lũy thành công không gãy thì chúng ta có thể cover lại toàn bộ cái lượng hàng chúng ta bán ở vùng 26 để chúng ta mua lại ở đây. Đó thì như vậy là rất là tuyệt vời luôn, rất là uyển chuyển, đó, rất là nhịp nhàng. Đối với xu hướng hiện tại của HDG thì chúng ta sẽ chờ thêm ở vùng 23.7 đến vùng 24, thậm chí có thể là vùng 23.5. Để chúng ta chờ cái nhịp mà nó xây nền ở đây. Rồi, HBC. Đối với HBC hơi xấu khi mà cổ phiếu này trong tuần đã bị mất biên. Và đây là một cái phiên ngày thứ hai mà HBC mất biên 11.2. Sau khi mất biên 11.2 thì không có gì thay đổi cả, thì cổ phiếu nó sẽ đi về lại cái vùng nền tích lũy sâu ở dưới này, đó là khoảng vùng 10.5 đến vùng 10.6. Tích lũy sâu ở vùng này xong thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh lại về vùng kháng cự ở đây, vùng 11.2. Và như vậy thì cổ phiếu này lại cần thời gian để như nào các anh chị nhỉ? Để chúng ta lại cần thời gian để công lại có hay không có một phiên giao dịch khoảng trên 10 triệu cổ phiếu. Và cổ phiếu này lại công lại đây, giống như phiên ngày hôm nay. Công lại vượt thoát vùng 11.2 thì khi đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta lại đi xây dựng lại cái target của cổ phiếu. Còn xu hướng hiện tại thì chưa có nhiều động lực các anh chị nhé. Dòng tiền đi ngang nên là sẽ chưa có nhiều động lực. VCS. Rồi, VCS sau khi mà hoàn thành vùng giá mục tiêu 80 thì cũng có phân tích ở đây, đó là chúng ta sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở khoảng vùng 75 không gãy. Và trong tuần vừa qua thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, liên tục những cây nến nhấp xuống vùng 75, sau đó thì kéo lên, nhấp đến vùng 75 kéo lên, và phiên ngày hôm nay cũng như vậy. Thậm chí là sâu hơn 75 một tí, nhưng thường thường là cái vùng 75 sẽ là cái vùng mà hỗ trợ đó, thì kỹ thuật nó là như vậy các anh chị ạ. Nó là một con số trong tương lai. Bản thân thì khi mà kết tuần hoặc là khi mà cổ phiếu này chạm về vùng 80 thì không ai biết được là từ vùng 80 này cổ phiếu sẽ đi đâu về đâu, và Hùng có dự báo một cái kịch bản là nó sẽ chạm lại như vậy đó. Thì cái cách phân tích nó là như vậy. Nó là xác suất các anh chị, có đúng có sai. Và cái câu chuyện là chúng ta có những cái tìm hiểu sâu hơn về thị trường thì cái phân tích đúng của ta nhiều hơn đó, nhiều hơn cái sai, nôm na nó chỉ là như vậy thôi. Đối với VCS, vùng 75 không gãy và chúng ta sẽ cần chờ lại một cái lực cầu để đánh lại cổ phiếu này, thì cổ phiếu này sẽ đánh lại vùng 8x. Chúng ta xem là xu hướng tổng thể là có vượt được 8x không. Xu hướng khả năng là vượt được anh chị, vượt được. Và chúng ta sẽ chờ những cái phản ứng cung cầu ở vùng 8x ở đây. Có những phiên mà cổ phiếu này giao dịch trên khoảng 1 triệu cổ phiếu và kéo vượt thoát qua vùng 80, sau đó sẽ có những phiên test cung lại vùng 80 không gãy, thì lúc đó thì chúng ta sẽ hình thành nên một cái nhịp tăng của cổ phiếu VCS ở bên này. Nhìn tổng quan thì VCS, lực đi của VCS vẫn đang khá tốt, khá là ổn, khá ok. Các anh chị đang cầm nắm, chúng ta tiếp tục cầm. Đạt Phương DPG, đó, sau khi mà Đạt Phương hoàn thành vùng giá mục tiêu 3x thì chúng ta dự chỉnh của Đạt Phương ở khoảng vùng 26.5, 26.5 đến khoảng vùng 27. Đây là cái vùng mà dự kiến là cổ phiếu sẽ trả lại cung cầu đây. Lực cầu của Đạt Phương hiện tại thì cũng đang khá là thấp, tín hiệu đường MACD đang cắm đầu đi xuống. Và với tín hiệu như vậy thì cổ phiếu nó sẽ cần thời gian để nó hồi phục lại ở quanh cái nền từ 26.5 ở đây đến vùng 27. Và những cái điểm vượt thoát vùng 27 thành công thì lúc đó chúng ta lại kỳ vọng tiếp một cái nhịp mà cổ phiếu Đạt Phương sẽ đánh về lại về vùng 3x. Còn vượt thoát 3x hay không thì câu chuyện này vẫn còn bỏ ngỏ, chúng ta cần phải chờ. Đó, hàng tuần thì chúng ta sẽ đi phân tích để chúng ta
bổ sung thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. Rồi CRE là một cái mã cổ phiếu nó thiên về lái. Thì đây nói chung là cái vùng hỗ trợ của nó ở đây các anh chị 21 21.5. Thì CRE là trong tim là bắt được gần gần như là hai nhịp rồi đấy, hai nhịp rồi đấy, nhịp này nhịp thứ hai. Và mục tiêu thì về đến vùng 24, thì về đến vùng 24 thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt rồi. Bởi vì vì nghi là em này em mới đánh theo lái nên là khả năng về đến đây thì lại giảm. Và hai phiên kết tuần của CRE thì đang khá là ổn anh chị. Đang giữ được trên vùng 24 thì chúng ta sẽ xem lại, đây nó sẽ hình thành một cái nón úp như này. Cái nón úp này rất là quan trọng, và kết thúc cái nón úp này nó phải là một cây nến xanh kéo lên thì như vậy là CRE sẽ tiếp tục tăng, còn ngược lại mà mất cái nón úp này thì như vậy là chúng ta sẽ phải anh chị nào đang còn hàng thì chúng ta chốt nốt đó, ví dụ như vậy. Thì thường thường là về đến vùng kháng cự thì sẽ chốt đi 50% tỷ trọng đó, và cổ phiếu tiếp tục tăng thì chúng ta sẽ có thể tăng thêm mua lại, hoặc là chúng ta sẽ chờ để chúng ta chốt nốt 50% còn lại. Cổ phiếu IDG là bị gãy kỹ thuật các anh chị nhá. IDG là bị gãy kỹ thuật, tức là cái vùng ở đây trong cái phân tích kỹ thuật mà trong một nhịp ở đây là 14.5 đến 15.5 và kỳ vọng lên đến vùng 10 16.5, khoảng vùng 16.5 ở đây. Đó, khoảng vùng 16.5. Đây này, khoảng vùng 16.5. Và để lên được cái điều đó thì vùng 15.5 là chúng ta không được phá vỡ, và cái vùng 15.5 bị mất thì cổ phiếu này sẽ có những cái xu hướng rơi. Thì một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ có cắt cắt hay không, thì chúng ta bán là chúng ta phải bán từ cái vùng mà đây, cái phiên này nó mất vùng 15.5 thì chúng ta bán. Đó là thuần về phân tích kỹ thuật nó là như vậy, thuần về phân tích kỹ thuật nó là như vậy. Còn lại bây giờ khi mà chúng ta đã cầm cổ phiếu nó đã rơi về cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng 14 rồi thì chúng ta sẽ không bán nữa, mà chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu tạo nền ở đây. Và trong phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên mà cổ phiếu lại bắt đầu có những cái xu hướng tạo nền, mặc dù là không đóng được ở cái điểm cao nhất của cổ phiếu, nhưng mà nó cũng đã thể hiện được một cái điều là khi về đến hỗ trợ thì tại sao chúng ta phải bán, đúng không ạ? Chúng ta phải bán ở những cái điểm trên đó. IDC cũng như vậy. IDC là trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích ở đây, đó là nó hoàn thành cái vùng ở đây là vùng 13 và sẽ có phải có những cái điểm mà test lại cung 13 không gãy đó. Tuy nhiên là IDC đây, cái phiên này đây chính là phiên mà nó test cung, nó gãy mất cái vùng 13 rồi anh chị đó. Đây là phiên test cung gãy mất 13 rồi, thì thường là khi gãy những cái vùng trên thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng là kiểm tra lại cung cầu ở vùng thấp hơn, đó là khoảng vùng 12 đối với IDC. Thì các anh chị mà đang cầm mã cổ phiếu này thì bây giờ chúng ta sẽ cầm tiếp, bởi vì là đã một là sẽ bán ở phiên này, hai là chúng ta cầm chờ dưới này để chúng ta có thể mua thêm tỷ trọng. Cổ phiếu CKG, CKG hiện tại là cũng chưa có nhiều dư địa bởi vì tín hiệu mark đang cắm đầu và tín hiệu dòng tiền thì đang đi ngang. CKG có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là khoảng điểm bao nhiêu các anh chị nhỉ? 10.5. 10.5, vùng 10.5 không gãy thì như vậy là cái cơ hội để cổ phiếu mà đánh từ vùng này lại đi về lại đây 11.5 đến vùng 11.7 đấy. Đây trong phiên thì cũng đã có một phiên mà CKG đánh lên, nhưng mà phiên ngày hôm sau thì lại lấp hết. Tức là hiện tại dòng tiền các anh chị nhìn thấy như này, những cái cột vôn thấp như này thì cổ phiếu thường là sẽ khó có cơ hội để vượt thoát và tăng mạnh. Đối với em sell ở vùng 7.5 mà đang đánh khá là phập phù. Đối với sell thì chúng ta có kỳ vọng gì ở cổ phiếu này thì các anh chị có thể xem lại những cái quỹ đất của sell. Còn trên góc độ kỹ thuật thì Hùng đánh giá ở vùng 7. Ở vùng 7 sẽ là cái vùng hỗ trợ dài của sell. Nói chung là đây, từ cái vùng mũi tên này là từ vùng 7. Và vùng mục tiêu đó là vùng 8. Thì trong cái vùng từ vùng 7 đến vùng 8 này, trong cái nhịp phân tích liên tục của sell thì chúng ta thấy rằng là sell đã đạt được vùng cao nhất là 7.9 trên vùng 8 từ vùng 7. Đấy thì tạm thời là chúng ta chưa có nhiều cái dư địa, và bây giờ thì cổ phiếu này sẽ đang đi ở trong cái biên khoảng 7.5. Rồi, trong biên 7.5. Cổ phiếu C32. Rồi C32 trong phân tích định lượng đó là như thế nào anh chị nhỉ? Đây, mục tiêu ở khoảng, mục tiêu đi về vùng 27.5, và trong tuần trước thì suýt soát đạt 27.5, và từ vùng này thì dự sẽ chỉnh lại kỹ thuật ở khoảng vùng 25 không gãy đây, như mình mũi tên đây.
Thì chúng ta thấy rằng đó, trong phiên năm tuần thì cổ phiếu này bắt đầu có những cái tín hiệu tạo nền. Đó, về đến vùng này chúng ta lại gom đúng không ạ? Tại sao chúng ta phải mua ở vùng 27.5, vùng 27 trên này các anh chị? Không, chắc chắn là tất cả những anh chị em đã xem những cái phân tích của Hùng thì không bao giờ các anh chị mua ở vùng 27 đến vùng 27.5. Chắc chắn là như vậy. Đây là vùng kháng cự. Mà kháng cự thì chúng ta canh để chúng ta bán chứ không phải chúng ta mua. Đây, bây giờ các anh chị bắt đầu canh mua C32 cho Hùng. Kiểu gì T3, T4 ăn ít nhất vài phần trăm, cổ phiếu này lại có xu hướng, đang có những cái xu hướng tạo nền ở vùng 25, vùng 25.5, vùng này chúng ta canh mua và mục tiêu nó lại đánh về vùng 27 đến 27.5. Có hay không một câu chuyện đánh vượt thoát ở đây thì chúng ta chờ, chưa có anh chị nhá. Đây là những cái hình này, là những hình mô phỏng để chúng ta khi nào thỏa mãn các yếu tố này thì mình sẽ phân tích. Còn bây giờ là chúng ta đang phân tích ở cái khúc 25 đến vùng 27 đó. Rồi, nhà Từ Liêm. Nhà Từ Liêm là một mã cổ phiếu mà mình có khuyến nghị phân tích đầu tư trong thời điểm hiện tại. Chúng ta xem nào, trend kỹ thuật thì đang khá là ok rồi, và những cái điểm mua ở đâu đó khuyến nghị mua thì các anh chị có thể xem lại ở trên dòng thời gian xem nào. N Từ Liêm cũng không nhà Từ Liêm cũng không nhớ lắm, nói chung là đâu đó khoảng vị thế đâu đó khoảng 16 10 ngày trước này, 16.8 đến vùng 17, ok, tức là ở vùng khuyến nghị mua đây, đâu đâu đó đây, 16.5 đây, 16.8 đây, đây chính là cái thời điểm mua. Mua từ vùng này và mục tiêu là đánh chạm vùng 18.5 thì 18.5 đã hoàn thành các anh chị nhá. Tức là đối với mã cổ phiếu nhà Từ Liêm là lãi chứ không có lỗ. Đó, dứt điểm, quan điểm nó là như thế, còn cái nào lỗ thì chúng ta sẽ nói lỗ. Câu chuyện lãi lỗ trên thị trường nó là bình thường. Đó, và chúng ta khi lỗ thì chúng ta lỗ bao nhiêu tiền và lãi thì chúng ta được bao nhiêu tiền. Và trong phân tích định lượng vùng thì nhà Từ Liêm sẽ chỉnh giảm kỹ thuật về khoảng vùng giá 17 à 18. Nhưng trên thực tế là cổ phiếu này rơi sâu hơn một tí ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai. Trong phiên giao dịch ngày thứ hai khi mà cổ phiếu này bị đáp mạnh thì trong phiên ngày thứ ba thì cổ phiếu lại có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật đây. Nhưng câu chuyện là kết tuần thì nhà Từ Liêm đã lấy lại vùng 18.5. Đây là một trong những cái cột mốc rất là quan trọng trong những cái nhịp phân tích kỹ thuật đó, và 17.5 trong phân tích định lượng là dự chỉnh về 18 và cổ phiếu chỉnh sâu hơn một tí là vùng 17.5. Thì đương nhiên nó sẽ có sự sai sót, nó không thể tuyệt đối được anh chị, và nó có một cái sự tương đối nào đó. Vào trong phiên ngày hôm nay thì lại đi về lại vùng 18.5, chính là cái vùng giá mục tiêu của chúng ta. Và với tín hiệu hiện tại của nhà Từ Liêm thì chúng ta hoàn toàn, những tài khoản chúng ta đang canh, chúng ta đang cầm và chúng ta đang nắm giữ thì phiên ngày thứ hai chúng ta sẽ canh lại ở khoảng từ vùng 18 đến vùng 18.5, chúng ta sẽ mua và cũng sẽ nốt lại cái mã cổ phiếu này để khuyến nghị đầu tư ở trên team của ông Lê. Rồi, hình như thiếu mất cổ phiếu FCN trong nhóm xây lắp mà đợt trước, hôm trước thì các anh chị có nhắc Hùng. Thì đối với cổ phiếu Fecom, nó là công trình ngầm thì cũng đang kỳ vọng, những cái kỳ vọng của em này đó là nó sẽ có những cái dự án trong cái lĩnh vực về đầu tư công. Thì bản thân FCM là cũng đã có phân tích một cái nhịp sóng lên tương đối là dài đây, từ vùng 9.5 sau đó lên vùng 11, từ vùng 11 thì chúng ta kỳ vọng lên vùng 12.5, và trong cái nhịp phân tích kỳ vọng này thì cổ phiếu đã đạt được mức cao nhất ở 12.2 gì đó, tức là cách cái target này một tí tẹo nữa thì cổ phiếu lại đang có những nhịp chỉnh giảm. Và hiện tại thì rất nhiều những anh chị em cũng đang khá là sốt ruột. Thì quan điểm là trong cái tuần vừa qua thì nhóm cổ phiếu mid cap, tức là trong 2 tuần, chính xác là phải nói là trong 2 và thậm chí là 3 tuần, bắt đầu nửa cuối của tuần thứ 3 vừa qua thì cái nhóm mid cap là nó bị chốt. Chính vì vậy nên là những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp hoặc là những cái mã cổ phiếu mà trong những cái mệnh giá từ khoảng 3x đổ xuống là bị rơi rất là mạnh. Đó, gần như là như vậy. Thì đối với FCN thì sẽ có những cái điểm tích lũy lại ở cái vùng 11 ở đây. Đây là cái vùng hỗ trợ. Ngày xưa thì nó là kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ dài của FCN ở đây, và chúng ta sẽ kiên nhẫn thêm, chờ thêm. Rồi, nhóm xây lắp thì chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi. Chúng ta đi phân tích nhóm ngành cổ phiếu dầu khí thì GAP là một trong những cái trụ mà cổ phiếu mà Tạo Lập đã sử dụng để
đánh thị trường. Và bản thân thì trong nhịp phân tích đó, từ lúc gap ở khoảng vùng giá 70-71 thì cũng đã có những cái kỳ vọng là gap sẽ đánh chạm lại về vùng 76. Thì đây là vùng kháng cự của cổ phiếu, và khi cổ phiếu gặp cái kháng cự như vậy thì các anh chị thấy đây, một tuần cổ phiếu đã 3 lần 4 lần chạm về vùng 76 và vẫn không vượt thoát qua được. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì cũng đã có những cái đánh giá về mã cổ phiếu gap rồi ở trên này. Đó là gap sẽ là một gap sẽ có xu hướng, đây 2 ngày trước gap sẽ có xu hướng đánh break nền 76, và đây là một mã cổ phiếu mà tạo lập sẽ sử dụng để mà giữ nhịp thị trường, để giữ nhịp thị trường. Và đây đang là những cái yếu tố mà giúp cho Hùng đang nhận định, những cái nhận định của mình có thể nó sẽ là chính xác, đó là ở khoảng vùng 74.5 là cổ phiếu này tích lũy thành công và không gãy ở đây, và Hùng đang chờ đợi một cái phiên đó, và đây đánh vượt lên như này thì tất cả những anh chị mà đang cầm gap thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Nhóm ngành dầu khí sẽ thế chân cùng với nhóm ngành ngân hàng để ổn định thị trường trong những cái phiên giao dịch tiếp theo. PLX đang bị mất cầu và xét trên góc độ hiện tại thì PLX chạm về đây, đang chạm về vùng hỗ trợ 49. Đang chạm về vùng hỗ trợ 49 thì đang lực cầu đang bắt đầu có vẻ là đang hình thành trở lại. Tuy nhiên tín hiệu dòng tiền, tín hiệu đường MACD chưa có những cái xu hướng đột biến, nên là nếu như mà chúng ta mà đang cầm PLX, và chắc chắn một số tài khoản đang cầm PLX ở vùng 50.5, đó là vùng Hùng có khuyến nghị các anh chị bắt, thì chúng ta sẽ chờ nó ổn định lại ở khoảng vùng 49.5 đến vùng 50 ở đây, và xuất hiện những cái lực cầu khoảng đâu đó từ trên 1 triệu cổ phiếu, thì lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mua thêm, bởi vì đấy chỉ mới là điểm mua 30% vị thế thôi, và cổ phiếu chưa bị phá kỹ thuật, mà chưa bị phá kỹ thuật thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Đó là quan điểm của Hùng đó. Rồi PVS ngày hôm nay đang mong manh, rất là mong manh nhưng mà cũng khá là ổn rồi. Đó là PVS đang có xu hướng là test lại cung ở vùng 10, đây test cung khá đẹp ở vùng 13.5, và cái mục tiêu của PVS là ông đang công lại vùng 14, và phiên ngày 2 phiên đó công lại vùng 14 nhưng mà chưa thành. Đó, công lại vùng 14 chưa thành thì cái câu chuyện là xu hướng, để chúng xem tên đến tuần như thế nào. Đến tuần thì chưa đẹp lắm nhưng đến ngày thì như vậy là ý đồ tạo lập là tạo lập đang muốn công vượt thoát vùng 14. Và đối với những anh chị mà chúng ta đang cầm PVS thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm, bởi vì là cổ phiếu này trong những nhịp chỉnh giảm kỹ thuật là nó đã không bị vi phạm, đó là nó không bị mất cái nền hỗ trợ ở đây, đó là nền 13.5 rất quan trọng. Rồi PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đó là khi mà cổ phiếu này đã có một cái tuần vượt thoát ở đây rồi, nhưng mà cổ phiếu này không, cái nón úp ngược này, úp xuôi này nó bị hỏng ở phiên ngày thứ hai. Khi nó úp xuôi này bị hỏng thì cổ phiếu thường nó sẽ có xu hướng test lại cung, và một số các anh chị có hỏi Hùng là bây giờ em này thì xử lý như nào, thì chúng ta chờ thôi ở khoảng vùng 11.5. Đây là một cái vùng đệm rất là quan trọng, và sau một cái phiên gãy cung ở đây thì cổ phiếu đã có 4 phiên giao dịch khá là xít. Dòng tiền tiếp tục đi ngang, tín hiệu đường MACD đi xuống thì cổ phiếu này sẽ cần thêm thời gian để tích lũy lại, và mục tiêu là lại công lại vùng 10-12, và cái nón này thì lại rời sang bên này để chúng ta xây dựng dự báo tiếp theo một cái xu hướng của PVD ở bên này. Rồi oil không chưa có nhiều đột biến. BSR thì về như vậy là BSR lại test lại vùng cung 7 và chúng ta lại chờ lại thôi. Dòng tiền của BSR đánh nó cũng không ổn định. POVK đây về lại vùng 10.1. Bản thân POVK trong nhịp này thì cũng chưa có nhiều dư địa. Vùng kháng cự 11 và chạm lại kháng cự 11 thì POVK lại dội lại ở đây. PVB như vậy là PVB đã bị mất cái vùng 16.5, hơi là xấu.
Một số anh chị hỏi Hùng thì bây giờ sẽ xử lý PVB như thế nào, thì chúng ta sẽ chờ lại ở vùng 15.6. Khả năng theo phân tích kỹ thuật và Hùng nhìn những cái vùng hỗ trợ thì khả năng đây sẽ là một cái sóng sóng BA đây, sóng C chỉnh sẽ về lại ở khoảng vùng này. Và khi về đến vùng này tích lũy ổn định thì với một cái lượng hàng mà chúng ta cầm sẵn thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chém cá trên thớt đối với mã cổ phiếu này. Trong nhóm này chúng ta sẽ có mã cổ phiếu PXS. Ở PXS thì Hùng sẽ nhìn ở trên đến tuần và chúng ta sẽ có phân tích đến cái câu chuyện là cổ phiếu này có xu hướng chạm vùng 6.5. Sau đó sẽ có những cái điểm test tích lũy và gom ở quanh vùng 5.5.4. 5.4 không gãy thì khi đó cổ phiếu sẽ có xu hướng là đánh lại về vùng 6.5 và chúng ta chờ có hay không một cái cây nến vượt thoát vùng 6.5 ở đây để đi một cái chen ở bên này, thì chúng ta sẽ chờ thêm. Pet thì khuyến nghị chốt rồi, chúng ta cũng xem nào. Pet thì khuyến nghị chốt ở khoảng vùng 10 và sau đó thì cổ phiếu này cũng đang có những điểm chỉnh giảm cung, và nếu không nhầm thì trong tuần trước thì chúng ta có đề cập đến câu chuyện là Pet sẽ có những điểm test lại cung không gãy 10 thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội đánh tiếp theo của Pet ở đây ở lên khoảng vùng 12. Tuy nhiên trên thực tế là phiên ngày thứ 5 là Pet đã bị mất 10 và à không phải các anh chị mất không gãy 10.5 10.5 không gãy 10.5 và trên thực tế thì phiên ngày thứ 5 là bị mất 10.5 nhưng phiên ngày thứ 6 thì đã lấp lại đến khoảng 10.4 ở đây rồi. Như vậy thì có thể là phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba nếu như cổ phiếu này lấy lên được trên 10.5 thì như vậy cái cơ hội mà để cổ phiếu này hình thành thêm một cái nhịp tăng nữa ở đây là còn, bởi vì PEP nó mang cái tính đầu cơ khá là cao. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng. Thì trong trong bản tin video số 125 thì cũng có đánh giá rằng nhóm ngành ngân hàng sẽ vào để thế chỗ. Thế chỗ trụ, thế chỗ tất cả mọi cái sự thiếu vắng thì nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành chứng khoán và một số các cái trụ blue chip cơ bản như là Z, như là FPT vân vân, đấy sẽ là những cái mã mà sẽ phải cần phát huy vai trò ở trong cái tuần giao dịch 125. Thì chúng ta thấy rằng đây là điểm kết tuần của Vietcombank ở bản tin video số 125 đúng không ạ? Kháng cự của Vietcombank chúng ta có ở vùng giá 86.5 đến vùng 87. Và trong tuần thì Vietcombank đã đánh vượt thoát vùng 86 và khi vượt thoát vùng 86 này thì dự kiến là Vietcombank sẽ có một cái nhịp tăng ở đây. Và cái nhịp tăng này thì Vietcombank sẽ kéo về đâu? Đó là trước hết là sẽ kéo chạm về vùng 90, tức là chạm lại vùng đỉnh cũ của Vietcombank ở đây. Và sau khi chạm về vùng 90 thì có thể cổ phiếu sẽ có những cái điểm test chỉnh kỹ thuật ở đây, và test chỉnh kỹ thuật xong thì cổ phiếu có xu hướng có thể mắc ở trong nhịp này. Vietcombank tạo lập sẽ dùng Vietcombank kéo lên đến vùng 95. Nếu cái câu chuyện mà Vietcombank tích lũy chặt ở vùng 88 thì vùng 90 sẽ đánh rất là nhanh và thậm chí là sẽ không test cung ở vùng 90. Thì đây đang là những cái phiên mà Vietcombank đang test lại cung khá là đẹp ở quanh vùng 88. Phiên này test đẹp này, lượng cầu khá là thấp, còn phiên trước vẫn ở trên 1,5 triệu cổ phiếu đối với Vietcombank, như vậy khá là ổn định. Và mục tiêu là Vietcombank sẽ đi về vùng 9x. Bit đối với Bit chúng ta thấy như nào đây? Biết là phiên ngày hôm qua là một phiên rất là hưng phấn, đánh vượt thoát vùng 43. Tuy nhiên là vùng 43 sau đó thì đã không giữ được. Phiên ngày hôm nay lại tiếp tục là một phiên gọi là lấp gáp, nhưng mà lấp lấp kiểu này là gấp lấp đều. Bởi vì là giá đóng cửa của Biết lại đâu đó quay về gần vùng tham chiếu của phiên ngày hôm qua, như vậy là gọi là lấp đều. Như vậy là sẽ cần thêm những phiên mà Biết sẽ có những cái dòng tiền lớn. Phiên ngày hôm nay thì có khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu. Thì đối với mã cổ phiếu BIT thì Hùng vẫn đánh giá rằng nó vẫn là một trong những mã cổ phiếu mà tà lập sẽ sử dụng để kéo thị trường, và BIT cũng là một trong những nhân tố đó. Và trong cái nhịp này thì đang kỳ vọng là BIT sẽ đánh vượt thoát vùng 44 và giữ được ở vùng hỗ trợ 42. Phiên ngày hôm nay mà BIT đóng cửa khoảng vùng 43 thì đẹp, đóng ở 42 thì hơi xấu, tức là không đạt kỳ vọng. Không đạt kỳ vọng. Còn các cái điểm khuyến nghị mua bit ở đâu đó khoảng vùng 41 đến 41.5 các anh chị, và một số các tài khoản thì khi về đến vùng 4
ở đây này vùng 40, 40.5 gì đó thì có mua thêm, có mua thêm đối với Bit. ACB trong hành trình về vùng 25 đúng không ạ? Rồi, ACB thì là một cái mã cổ phiếu tạo lập ở trên sàn HNX. Từ vùng 22 chúng ta có vùng 24, từ vùng 24 chỉnh giảm kỹ thuật không gãy. Thực ra là cái mũi tên này nó nằm ở bên này các anh chị này. Và mình vẽ thì thôi cứ để như thế, chỉnh giảm không gãy ở đâu đó vùng đây là vùng 23, 23.3 thì sẽ công lại vùng 24 và có hay không một cây nến xanh để ngồi vượt thoát lên vùng 24 thì đây chính là cây nến của ngày thứ năm. Đã có một cây nến ngồi ngồi lên trên vùng giá 24 và đây là yếu tố để giúp cho chúng ta định lượng trong nhịp này thì ACB sẽ đánh về vùng 25 và mạnh hơn sẽ là vùng 26. Trong phiên ngày hôm nay thì đã chạm về kháng cự 25 và không đóng cửa được ở vùng 25. Tuy nhiên với dòng tiền hiện tại của ACB thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là nhịp này thì ACB sẽ về đến vùng 26 và trong team thì cũng có nhiều tài khoản cũng đang cầm mã cổ phiếu ACB, cầm banh. Rồi MBB, một số các anh chị có nói là MBB sao không tăng thì bảo là em ý chưa đến tuổi dậy thì nên là chưa tăng được, một câu nói vui như vậy. Còn về trên thực tế là MBB cũng tăng rất là nhiều rồi chứ các anh chị. Nếu mà các anh chị xem những cái bản tin mà khi mùng phân tích, vì MBB là chia cổ tức nên là những cái hình vẽ phân tích mà trước chia cổ tức là nó bị sai hết nên bị xóa hết rồi. Nhưng nếu mà tính từ vùng 14 đâu đó ở vùng này sau chia, các anh chị xem lại những bản tin đó thì MBB chúng ta cũng đã có một cái hành trình từ 14 lên 18 các anh chị, là cũng tăng tương đối mạnh chứ không phải là không tăng. Thì trong phân tích định lượng là hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng giá 18 thì MBB sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật sâu sẽ ở khoảng vùng 17, nhưng ở trong tuần thì chúng ta thấy rằng MBB chỉ chỉnh về khoảng vùng 17.5 thôi. Và cổ phiếu này sẽ có xu hướng những cái vùng kỹ thuật mà không gãy thì sẽ xu hướng công lại vùng 18. Và có hay không một cái cây nến xanh ngồi đây để chúng ta viết tiếp cái câu chuyện của MBB lên vùng 2x thì cần phải chờ anh chị, bởi vì khi mà cổ phiếu á mà chạm về vùng kháng cự là thường thường nó hay bị dội lại, nó hay bị dội lại, và dòng tiền đang hướng đến nhóm banh, tâm điểm là nhóm banh thì MBB cũng hoàn toàn có cơ hội vượt thoát vùng 18 để đi về vùng 20 đó. MBB cũng tăng đấy chứ chứ đâu có phải không tăng đâu ạ. Rồi CTG, CTG là một cái mã cổ phiếu mà nó đã như thế nào các anh chị nhỉ, đã gọi là vượt thoát cái phân tích của Hùng. Đây là cái điểm kết phiên của công thương và có dự báo cái câu chuyện là công thương sẽ đánh lên cái điểm vòm, và cái điểm vòm cao nhất của công thương đó là vùng 28.5 thì sẽ chỉnh lại kỹ thuật, tức là nôm na là chạm về vùng 28.5 này là sẽ chỉnh xuống rồi hồi phục lên, thì khi đó thì chúng ta mới có một cái câu chuyện viết tiếp cái câu chuyện tiếp theo của công thương. Tuy nhiên công thương có cái game nên là trong phiên ngày thứ hai thì công thương nhảy gáp luôn, tức là nhảy hẳn ra khỏi cái biên 28 đến vùng 29. Và đến thời điểm hiện tại sau những cái điểm mà công thương test tích lũy test tích lũy thành công ở trên nền 29 đến nền 30 thì cũng đã điều chỉnh lại kịch bản của công thương. Một số các anh chị đang cầm hỏi có vào hỏi kịch bản công thương thì trong nhịp này thì công thương sẽ đi về vùng 34. Sẽ đi về vùng 34 với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của công thương sẽ đi về vùng 34. Những anh chị nào đang cầm công thương thì chúng ta sẽ cầm tiếp, và đối với công thương là đã vượt vượt khỏi cái sự gọi là một phiên và nó nhảy cóc lên luôn và sau đó thì nó hình thành một cái nền ở trên này đó, nó bay hẳn cái vùng vùng phân tích ở đây, và nó đấy thì đấy là một cái yếu tố đặc biệt. Và công thương tăng giá thì một phần nó cũng do những cái game game show của nó, các anh chị có thể xem lại các game show của nó. Techcombank trong thời điểm hiện tại cũng đang có những cái game và chính vì vậy nên là nó đã có một cái phiên đánh rất là nuột ở đây, sau đó thì tiệm cận lên vùng kháng cự 24 và những cái điểm này nó không giữ lại được thì em mới đang có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 22.5. Vùng này thì Hùng cũng đã có khuyến nghị chúng ta bắt thăm dò một số các cái vị thế ở vùng 22.5 đối với Tech để chúng ta xem cái game này như nào, bởi vì những cái khối lượng giao dịch khoảng tầm từ trên tương đối là lớn các anh chị, 27 triệu cổ phiếu một phiên, khá là kinh khủng, một cái khối lượng chuyển nhượng khá là kinh khủng.
và kỳ vọng từ vùng 25 này thì sẽ 22.5 sẽ đánh chạm vùng 24 và có hay không một cái câu chuyện mà em này em mới đánh vượt thoát được vùng 24 xem nào. Nếu thoát được vùng 24 là ổn đấy, ổn định đấy và đang kỳ vọng một cái game show của em này. Rồi. Cổ phiếu HD Bank. MHD Bank sau khi chia gần như là chúng ta đã phân tích hết tất cả mọi cái target của HD Bank rồi các anh chị, đó là cái target của nó là vùng 24.6 sau chia. Sau khi đạt cái vùng này đó, một cái điểm mà chúng ta đã đề ra ở đây đây các anh chị, một cái vòng cung nho nhỏ ở đây, và chúng ta thấy rằng trong tuần đó cổ phiếu này chạm đúng cái điểm cung dưới luôn, đó là khoảng vùng 23.23.8, ta cứ để cái điểm đấy cho nó sâu sâu hơn đấy đó. Và sau đó thì cổ phiếu này hồi phục và bắt đầu đánh lên, tín hiệu đường MACD cũng đang thu hồi rồi, đang thu lên, và tín hiệu dòng tiền thì đang từ một cái pha xu thế đi ngang và có thể đang hướng lên. Cùng với đó thì giá của cổ phiếu HD Bank đã vượt thoát vùng 24.5 và tiệm cận lên vùng 25, thì câu chuyện của HD Bank sẽ được viết tiếp các anh chị, sẽ được viết tiếp. Và các anh chị có thể canh ở trong tuần tới, phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3, những tài khoản nào đang cầm thì chúng ta có thể mua thêm từ 50 đến 1% tỷ trọng. Còn lại những cái tài khoản nào mà chúng ta mở mua mới thì chúng ta sẽ mở mua thăm dò. Đó, thăm dò ở quanh vùng 24.5 đến khoảng vùng đấy, quanh vùng 24.5, quanh cái điểm này các anh chị, để chúng ta đánh giá tiếp một cái điểm ở đây. Và khi cái điểm mua thăm dò kết thúc và cổ phiếu vượt thoát vùng 25 đó, với một cái lượng cầu khoảng trên đâu đó 2 triệu cổ phiếu, thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đó, rất là an toàn. Chúng ta cứ bình tĩnh như vậy thôi các anh chị. Trên thị trường chứng khoán mà chúng ta mà vội vàng là chúng ta sẽ tự làm khó chúng ta. VB Bank, rồi mọi người vẫn cứ phàn nàn VB Bank, nhưng thấy VB Bank cũng được cái chuyện không có gì cả. Đây các anh chị, VB Bank chưa chia nên là cái vùng mà VB Bank bị rơi ấy, đây cái vùng này bắt đầu từ tháng nghỉ lễ đó, và chúng ta nói đến cái câu chuyện nhóm banh chỉnh, và VB Bank thì chúng ta cũng đã có một hành trình thứ nhất lên vùng đây, vùng 22, từ 22 chúng ta có một hành trình thứ hai lên vùng 24, đúng không ạ? Đó, các anh chị xem lại, tất cả những cái bản tin của Hùng thì nó sẽ còn mãi với thời gian. Đó, sẽ còn mãi với thời gian. Trừ khi là YouTube người ta không còn hoạt động nữa thôi, chứ còn lại thì nó sẽ còn lại với thời gian. Và dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định ở trên 10 triệu cổ phiếu một phiên. Đó, và khi chạm vùng 24, VBank chỉnh kỹ thuật ở đây. Đó, cái nón này này, cái nón chỉnh kỹ thuật ở đây này. Và anh chị nhìn thấy đây, những cái cây nến, những cái râu này, nói chung là nó cứ nằm viền viền ở trên cái nón này và tiệm cận lại vùng 24. Và trong phiên ngày hôm nay thì VB Bank chính thức đánh vượt thoát vùng 24. Điểm cao nhất chạm lên vùng 25 với một cái lực cầu xác nhận như thế này, thì VB Bank xu hướng sẽ chạm về vùng 26. Trước mắt là chạm về vùng 26 đã, và có vượt thoát được vùng 26 hay không thì chúng ta chờ. Những tài khoản đang cầm VBank chúng ta tiếp tục cầm nắm bởi vì xu hướng đang rất là ok rồi. Trong nhóm bank thì chúng ta sẽ cần phải phân tích thêm các cái mã cổ phiếu cơ bản khác, đó là VIB. VIB thì nó quá là kinh khủng rồi. Trong những cái phân tích định lượng nó chúng ta đến vùng 30, sau đó thì nói đến vùng 32, từ vùng 32 này sẽ chỉnh kỹ thuật lại ở vùng 30 không gãy. Đó, thì cổ phiếu nó sẽ có xu hướng là hồi phục lên lại tăng giá tiếp. Và đây chính là một phiên mà cổ phiếu này về sâu nhất ở vùng 30.4, tức là cách cái vùng mà chúng ta dự báo nó tí tẹo một tí, tức là về thuần về kỹ thuật nó là như vậy các anh chị, nó sẽ test lại như này này đó, và sau đó thì test lại những cái điểm test này không gãy thì nó sẽ hồi phục đi lên. Và đối với VIB thì đến thời điểm hiện tại là cũng không biết đâu là đỉnh nữa rồi, đâu là đỉnh nữa rồi. Và có hay chăng thì chúng ta sẽ vào những cái điểm gọi là điểm chờ kỹ thuật này để chúng ta mua thôi. Đó, chúng ta mua để chúng ta kỳ vọng thôi. Còn đoạn này là đánh xổ số thôi, chứ còn cũng không có. Rồi, STB. STB trong một kênh xu thế, và đến thời điểm hiện tại thì cũng thấy rằng những cái điểm tạo lập của STB vẫn đang khá là ổn. Khi mà cổ phiếu STB này không gãy vùng 13.5 và tiếp tục có những cái hành trình công lại vùng 14,
Phiên ngày thứ 5 công lại và phiên ngày thứ 6 cũng công nhưng mà không thành, nên là vẫn đang đóng cửa khoảng vùng 13 13.75, và mục tiêu ở trong cái mục tiêu của STB vẫn là đánh vượt thoát vùng 14 để đi về. Khả năng ở trong nhịp này sẽ là đánh về khoảng vùng 16, vùng 17, chính là bằng cái vùng mà sẽ bán sang nhượng và cũng nó cũng chạm về những cái vùng kháng cự cổ phiếu này trong ngắn hạn đó đối với STB. SHB khuyến nghị mua rồi các anh chị, bởi vì nhìn thấy đang đẹp rồi, SHB khuyến nghị mua rồi. Bởi vì là đây SHB thì cũng đã có một cái nhịp quan sát của SHB ở vùng 15.5 đến vùng 16, và ở cái vùng này thì chúng ta sẽ hoàn toàn chúng ta có thể canh mua vị thế. Nói chung là nếu mà ai mà mua đẹp được thì ở khoảng vùng 15.8 đó, khoảng vùng 15.8, 15.9 gì đó, 16, nói chung là từ vùng 15.8 đến vùng 16. Và SHB sẽ có những cái điểm test kỹ thuật về đâu đó khoảng vùng 16, và kỳ vọng trong nhịp này thì SHB sẽ bay đến đâu thì từ từ đã. Đó, nó phải có những cái điểm kỹ thuật, và đầu tiên thì phải vượt thoát được cái vùng 17 đã. Nhưng ít nhất là chúng ta sẽ phải vào vị thế của SHB, và SHB thì đã khuyến nghị đầu tư, đã khuyến nghị mua những cái điểm mua thăm dò đầu tiên trên Zoom không chat cách đây một ngày, ngày hôm qua. Ok anh chị nhá, ngày hôm qua khuyến nghị mua rồi. Hôm nay thì có những cái điểm test tương đối đẹp, ổn định với một cái lực cầu thấp khoảng tầm độ 23 triệu. Và khi nào mà SHB lại có những cái điểm thăng hoa, nó giao dịch khoảng tầm độ 15 đến 16 triệu cổ phiếu thì khi đó thì lại phiêu. Rồi, ở trong cái nhóm ngành banh chúng ta phải nói đến mã cổ phiếu Liên Việt Postbank. Tại sao nói đến mã cổ phiếu này? Bởi vì mã cổ phiếu này thì cũng đã phân tích khuyến nghị đầu tư và những cái target, thì target 12 là chúng ta hoàn thành được anh chị. Sau khi mà hoàn thành vùng target 12, chính thức là trong tuần trước là đã hoàn thành rồi. Và hoàn thành xong thì cổ phiếu này chỉnh lại vùng 11.3 đến vùng 11.5 và đã khuyến nghị. Đây. Đó, cái hay của cái room không chat là như thế. Anh chị nào mà chat lên room này bị phạt 50.000 anh chị. Nó sẽ thành một cái cuốn nhật ký đó, và các anh chị có thể tra cứu lại bất kể những cái thông tin nào của vùng đây, có đúng có sai nó nằm hết ở trên này đấy. Nói chung nôm na nó là như vậy. Thì trong đó 7 ngày trước thì chúng ta nói đến cái kịch bản là cổ phiếu đã hoàn thành vùng giá 12 và đã có 6 phiên test trả cung, và hiện tại thì Hùng Lê quan sát thấy cái động thái vận động của cổ phiếu này ở vùng 11.3 đến vùng 11.4, và dự kiến thì điểm trả cung này sẽ kết thúc. Các tài khoản chốt lãi một phần ở vùng giá 12 thì canh mua lại toàn bộ. Đó, canh mua lại toàn bộ đã chốt ở vùng 12. Khi có lệnh ăn quyết liệt và chúng ta tăng tốc theo lái, mục tiêu thì là break nền 12. Và khi mà thoát nền 12 thì Hùng sẽ xây dựng cái target tiếp theo. Đó là cách đây 7 ngày. Đây anh chị, và chúng ta có phân tích. Đây chính là những cái điểm mà cổ phiếu này rơi vãi về vùng này không gãy. Và đây chính là những cái điểm mà lái các anh chị, lái bứt tốc qua vùng 12, và trong phiên ngày hôm nay mục tiêu vùng 13 thì suýt soát đạt vùng 13. Phiên ngày hôm nay là đạt được đến khoảng vùng 12.9 đó, suýt soát đạt. Và mục tiêu thì nhịp này sẽ phải chạm về vùng 13 đã. Vượt thoát vùng 13 thì chúng ta sẽ có một cái câu chuyện về Liên Việt Postbank ở vùng 14 đến vùng 15. Nhưng đầu tiên phải là vùng 13 đã. Chúng ta cứ qua từng cái giai đoạn để chúng ta đi phân tích và chúng ta đánh giá cái động lực của cổ phiếu. Đó, chúng ta phải đánh giá được cái động lực của cổ phiếu. Đó. Ok, rồi. Và tiếp theo một cái mã cổ phiếu BVB. Đẹp không anh chị? Đẹp chứ. Và cái mã cổ phiếu này thì Hùng nói phải nói là rát hơi bỏng cổ cho các anh chị rồi. Khi mà cổ phiếu BVB này nó nằm ở khoảng vùng giá 10.5. Đây các anh chị, 10.5. Đó, 10.5 là một cái vùng mà nó tích lũy, rồi nó có những cái điểm đánh lên vượt thoát vùng 11, và sau đó thì nó có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật về vùng 10.5. Và đây chính là những cái vùng gọi là những cái vùng vàng, những cái điểm mua vàng về vị thế. Và con này mới lên sàn, chính vì vậy nên là Hùng không có nhiều động lực, không có nhiều dữ liệu để phân tích. Tuy nhiên Hùng có nói với anh chị là chúng ta hãy nhìn người anh cả VCI. Đó, tí nữa thì chúng ta sẽ nói về VCI. Đó, người anh cả như vậy thì hoàn toàn cổ phiếu này có thể mục tiêu là vùng 15 và sau đó thì là vùng 16, và đến phiên ngày hôm nay thì suýt soát đạt chính ra là đạt vùng 14 rồi. Nhưng mà không giữ lại được và lực cầu tiếp tục duy trì khá là tốt, khá là ổn định trên 2 triệu cổ phiếu một phiên.
thì mục tiêu sớm muộn thôi thì cổ phiếu này sẽ đi về vùng 15, 16 ở đây. Và đến thời điểm hiện tại, nếu như đến vùng 14 là cổ phiếu đã lãi khoảng 33%. Còn nếu lên đến vùng 15 và lên đến vùng 16 thì không biết là lãi bao nhiêu, thì chúng ta sẽ cứ từ từ. Nhưng cái câu chuyện là khi chúng ta phân tích một mã cổ phiếu thì chúng ta cũng đã có những cái cơ sở để định lượng như vậy. VCI là một mã cổ phiếu mà phải nói về tuyệt vời về ý đồ tạo lập. Lịch sử của VCI đã có những cái trận đánh rất là tưng bừng, và chính vì vậy nên khi VCI rơi về vùng 20, rơi về vùng 20 đó là bắt đầu phân tích rồi. Thoát vùng 24 thì bắt đầu phân tích, và qua hàng tuần thì Hùng cứ từ từ Hùng đi xây dựng từng cái target của VCI. Và khi mà cổ phiếu VCI hoàn thành vùng giá mục tiêu 35 và có những cái điểm test kỹ thuật không gãy, ở những cái điểm test kỹ thuật không gãy ở khoảng vùng 30, ở đây bao nhiêu nhỉ? Đó, VCI vùng 34 hình như là Hùng có nói ở trên Zoom, thì chúng ta sẽ không cần xem lại nữa. Và cái vùng 35 này, vùng sau khi những điểm test kỹ thuật đây thì chính là một cái phiên mà cầu tiếp tục vào để kéo cổ phiếu này vượt thoát vùng 35, thì chúng ta có vùng vùng giá mục tiêu 4x và kết tuần thì hoàn thành target 4x. Và sau khi hoàn thành target 4x này thì bây giờ cổ phiếu nó sẽ đi đâu thì cũng sẽ có một vài ý chia sẻ với anh chị như sau. Thường thường theo kỹ thuật thì VCI sẽ có những cái điểm kéo bull lên khỏi vùng 40, và phiên ngày hôm nay là một phiên kéo bull lên đó, và sau đó thì nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng 4x. Điểm test cung này nó sẽ rơi vào khoảng tầm độ 3 phiên giao dịch, tức là phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba, phiên ngày thứ tư tuần tới, để giúp cho Hùng có thêm cái định lượng cái lực cung cầu ở vùng này. Và cái câu chuyện là cung cầu ở vùng 40 ổn định, hoặc thậm chí là nếu đúng về mặt thuần về kỹ thuật là nó sẽ lấp, phải lấp lại cái gap mà nó tạo ra ở đây. Đây chính là cái gap mà ông ấy tạo ra, thì ông ấy phải lấp lại và đẹp ở vùng khoảng vùng 39. Khoảng vùng 39 đến vùng 40, đây là cái gap mà cổ phiếu này có phép, có được cho phép để chỉnh giảm về đây. Và đây sẽ là những cái vùng để chúng ta đánh giá. Rồi, cổ phiếu HTM. HTM thì sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành vùng giá mục tiêu 22, Hùng đã có khuyến nghị mua tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu HTM ở trên Zoom không chat. Và hiện tại thì cái điểm mua tăng tỷ trọng đó thì đã về đến tài khoản. Đấy chính là cái phiên, hình như là phiên này, phiên giao dịch ngày hôm nay. Ở phiên giao dịch ngày thứ hai đó, thì khi đó thì chúng ta nhìn thấy một cái lực cầu đánh tương đối là mạnh và VCI tăng lên, nhưng mà sau đó thì nó đã không 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 giữ được. Và quan điểm vùng thì VCI, xin lỗi cả nhà, HTM vẫn giữ được ở trên cái nền giá 22, thì cái cơ hội mà HTM đánh về vùng 24 là còn, thậm chí là HTM hoàn toàn có thể có những cái điểm test cung sâu hơn ở vùng 21.5 không gãy. Thì đây là những cái điểm, những cái mẫu chốt, những cái then chốt vấn đề để giúp chúng ta có thêm cái định lượng. Và hiện tại thì quan điểm là HTM vẫn có cơ hội để đi về vùng 24. Cổ phiếu SSI. SSI thì hiện tại là chưa có khuyến nghị mua thêm. Bởi vì cũng đang nhìn quan sát thấy những cái tín hiệu cung cầu của cổ phiếu này ở vùng đâu đó. Đây các anh chị, vùng 17.5. Đó, vùng 17.5 là vùng có thể test này. Thì các anh chị nhìn thấy đây, phiên này test này, phiên này đấy, chạm về và sau đó kéo hẳn lên vùng 18. Thì câu chuyện là SSI cần phải đóng được ở trên vùng 18 thì cơ hội mà để SSI đi về vùng 19.5 là còn. Bởi vì sao các anh chị, những cái phiên giao dịch chúng ta chứng kiến, những cái phiên giao dịch 10.000 tỷ đồng ở trên sàn hốt, nó không còn là cái gì nó quá xa vời với chúng ta đó. Và công ty chứng khoán sẽ là một mùa bội thu các anh chị, bội thu đấy, bội thu rồi. Thì SSI có những cái điểm đóng ở trên vùng 18 thì cái cơ hội để đánh về vùng 19 đến vùng 20 là còn, nhưng trước mắt sẽ là vùng 19. Rồi, SHS là một mã cổ phiếu mà hiện tại cũng đang theo dõi những cái động thái của cổ phiếu trong những nhịp test cung ở đây. Và những nhịp test cung này chính là những nhịp mà chúng ta mua là chúng ta mua những nhịp test cung này các anh chị này, 12.5 không gãy này đó, chứ không phải là những cái nhịp mà nó bull lên thế là chúng ta nháo nhào chúng ta mua. Đây, những cái nhịp test cung bản thân là khi mà cổ phiếu SHS vượt thoát vùng 12.5 đi đến vùng target 13 thì dự báo là cổ phiếu sẽ có những cái điểm test cung, và đây là những cái điểm test cung không gãy. Và trong miếng đánh này, trong nhịp đánh này thì cũng đang kỳ vọng là SHS sẽ đi về khoảng vùng 14 đến vùng 15. Xa hơn thì chúng ta chưa nói, nhưng chúng ta sẽ đi từ từ đã, nói chung là như vậy, đúng không ạ? CTS
Rồi CTS test cung hơi sâu, test cung hơi sâu, đây là những cái điểm test cung hơi sâu. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật không gãy vùng 7.5 là vẫn là đẹp. Đó, và không gãy 7.5 thì cơ hội sẽ đánh lại đây, đánh lại vùng 8. Đánh lại vùng 8 và vượt thoát được cái vùng 8, đây vượt thoát được cái vùng này. Vượt thoát được cái vùng này thì sẽ có thêm những cái cơ hội tiếp theo. MBS như nào? MBS trong tuần vẫn tiếp tục bám sát đi ngang ở vùng 10 chấm mấy đấy các anh chị nhỉ? 10, đây là 10 chấm mấy? 10.8 à? 10.7, 10.8 gì đó. Thì đây là nếu mà chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ tổng thể đây, nó tạo nền và sau đó thì nó đang bay sang ở một cái kênh xu thế ở bên này, đó là một kênh xu thế tăng giá. Thì cái vùng ở đây này Hùng có để cái nón ở đây, đó là cái nón ở đây có thể cho phép ông ấy chỉnh về khoảng sâu khoảng vùng 10.5. Đó thì cái nón này ta đưa xa xa ra thế này để chúng ta bắt đầu chúng ta đưa lại, bởi vì là cái điểm kỹ thuật của chúng ta là bắt đầu đi sang đây. Đó thì cái câu chuyện là cổ phiếu này có thể cho phép chỉnh sâu ở vùng 10.5. Và vùng 10.5 là vùng đệm kỹ thuật để giúp cho Hùng tiếp tục có những cái phân tích nhận định tiếp theo. Và các anh chị lưu ý là CTS cũng là một cái mã cổ phiếu tạo lập, các anh chị nhìn thấy không? Đánh từ 4 này lên đến tận 16, thậm chí là lên đến tận 20 nhân 5 các anh chị nhá, đối với CTS. Và trong nhịp này thì CTS chỉ đang mới khởi động thôi. Ta lưu ý nhóm ngành chứng khoán sẽ là một cái nhóm ngành cổ phiếu vua của năm nay. Đó, sẽ là nhóm ngành cổ phiếu vua của năm nay. Còn mã cổ phiếu nào nữa nhỉ? VND thì cũng không có phân tích. Em này thì nhưng mà nó cũng đang tương đối là đẹp ở đấy các anh chị. VND kháng cự 16 này, và khi chạm kháng cự 16 thì cổ phiếu sẽ thường có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật, giảm về vùng 15 là đẹp nhất. Em cứ giảm đi rồi sau đó thì hồi phục đi lên. Vùng 15. Nói chung là cứ chứng khoán mà dã các anh chị, cứ banh với chứng khoán mà dã. VND. Xem nào, FTS như nào? FTS thì xấu. Đó, FTS nhịp này thì xấu rồi. Rơi mất cái vùng ở đây là vùng 13.2 thì bỏ. Rồi, sang nhóm ngành, ta sẽ sang nhóm ngành thép và sau đó thì Hùng sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu khác. Hòa Phát hiện tại đang có những cái thông tin khá là tích cực của cổ phiếu này và dẫn đến câu chuyện là ngày hôm qua thì đã chạm vùng 3X. Tuy nhiên khi chạm đến vùng 29.5 đến vùng 30 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta nên canh chốt bớt một phần vị thế. Bởi vì sao? Bởi vì nó tạo gap, và trong cái phân tích định lượng là khi không gãy cái vùng ở đây là vùng 25.8 đến vùng 26 thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đánh chạm 3X. Và từ đây đến đây, tức là nó đã đạt được một target thì rất nhiều những tài khoản người ta sẽ chốt lời ở đây. Đó, và cái câu chuyện là chúng ta chạm những cái vùng kháng cự thì chúng ta sẽ nên chốt để chúng ta, thứ nhất là chúng ta bảo toàn lợi nhuận, thứ hai là chúng ta có chủ động một phần vốn để khi cổ phiếu quay về những cái nền hỗ trợ thì chúng ta sẽ gom lại. Thì mục tiêu cùng là Hòa Phát sẽ có thể có những cái điểm lấp lại gap ở đây, đó là lấp lại vùng 28 và từ vùng này ổn định cung cầu thì khi đó chúng ta sẽ nói tiếp cái câu chuyện tiếp theo. Còn ngược lại, một cổ phiếu gãy vùng 27-28 ở đây thì chúng ta sẽ bán tiếp. Hôm qua là đã chốt cơ bản rồi đấy. Ở Hoa Sen, như vậy là trong kết tuần thì Hoa Sen đã chạm về đến cái vùng nón ở đây. Cái nón này là cái nón 15 đúng không ạ, và đóng cửa 15.5, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái tiếp theo của Hoa Sen. Bản chất là kháng cự 16 của Hoa Sen thì đã chạm rồi và đã hoàn thành rồi. Còn có hay không một cái câu chuyện vượt thoát ở đây thì chúng ta tuần này chúng ta chưa có. Khi mà tín hiệu đường MACD tiếp tục cắm đầu đi xuống, tín hiệu đường dòng tiền tiếp tục đi ngang, chưa có những cái động lực thì cổ phiếu Hoa Sen sẽ có những cái xu hướng lình xình ở đây. NKG Nam Kim. Đối với Nam Kim, trong kịch bản phân tích khi mà cổ phiếu này đã hoàn thành cái vùng 8.5 thì nó sẽ có một cái nón úp như thế này, và cổ phiếu sẽ vận động ở trong cái vùng này và không được phép gãy vùng 8.5 thì cái cơ hội mà đi về vùng 9.5 đến vùng 10 là còn. Về tín hiệu kỹ thuật của Nam Kim thì trong tuần như thế này là khá là ổn, chưa, nói chung là chưa bị phá kỹ thuật.
Còn ngược lại ở vùng 8.5 mà bị mất thì cổ phiếu này sẽ có xu hướng đánh về vùng 8, và như vậy thì cổ phiếu sẽ cần thời gian để xây nền lại vùng 8. TLH là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đang kỳ vọng là sẽ gom em này ở khoảng vùng 3.6 cho một kênh xu thế trung hạn. Thế thì để gom được cái vùng này thì chúng ta có nói đến cái vùng chỉnh ở đây là vùng 4. Và kết tuần thì rõ ràng một điều trên nến tuần thì vẫn đóng cửa trên vùng 4, đó là cái vùng mà chỉnh kỹ thuật. Trong tuần thì có những điểm chỉnh sâu hơn, tuy nhiên là cũng không thực sự là sâu lắm. Thì cái cách vận động của cổ phiếu là như vậy, khi cổ phiếu chạm về ở đây những cái vùng kháng cự ở trên này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại vùng 4. Và đẹp nhất thì nói chung là em mới lao xuống dưới này cho nó đẹp đi để chúng ta gom. Và để mà gom được cổ phiếu thì chúng ta cứ gom dần thôi. Ví dụ như ở vùng này chúng ta mua một ít, 3.9 chúng ta mua một ít. Rồi 3.8, nếu có 3.8 chúng ta mua một ít, 3.7 chúng ta mua một ít, 3.6 và cứ như vậy để chúng ta lần lượt để chúng ta gom được những cái mã cổ phiếu ok nhất, tốt nhất. Rồi. Ở 1 giờ 25 phút cho Hùng uống một ngụm nước. Rồi chúng ta sẽ đi điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành khác anh chị nhá. VSC, rồi VSC test lại cung. Đang test lại cung ở vùng 4x. Test cung ở vùng 4x không gãy thì cái cơ hội đánh lên khoảng vùng 44 45 còn, gãy 4x thì thôi bỏ qua. Cổ phiếu HAH sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành vùng giá mục tiêu 14 thì dự kiến là cổ phiếu sẽ chỉnh lại đâu đó khoảng vùng 13.5. Trên thực tế thì cổ phiếu này đã mất vùng 3.5 thì như vậy á thì xu hướng là em ấy sẽ về cái vùng ở dưới này này. Đó, về vùng dưới này tích lũy trở lại. Dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và tín hiệu đường MACD như này thì HA sẽ có xu hướng là test lại cung ở khoảng vùng quanh vùng 13. GMD đang có điểm những điểm test cung và chúng ta thấy rằng cái áo của chúng ta đây 23.5. 23.5 là cái vùng đệm để giúp cho cổ phiếu Gimedes có thể đánh lại về lại lần hai ở vùng 25.5 đến vùng 26. Trong một nhịp phân tích ở bên này thì gần như là cổ phiếu Gimedes cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu của chúng ta rồi các anh chị, suy soát thôi. Nói chung là không thể tuyệt đối được, và sau đó thì cổ phiếu khi mà chạm kháng cự thì cổ phiếu nó sẽ chỉnh thôi, nó sẽ chỉnh giảm thôi, đó là cái quy luật cung cầu của cổ phiếu. Rồi CCL nó thiên về yếu tố đầu cơ và em này em mới chia cổ tức hay sao ấy, mà bây giờ những cái hình vẽ này nó bị sai hết rồi thì chúng ta sẽ cập nhật quay trở lại một tí ở những cái phân tích sau. VNA thì vùng hỗ trợ là vùng 3. Chúng ta nhìn thấy rằng là cái tạo lập của em này cũng khá là ổn định đó, và vùng 3 thì là cũng vùng mà chúng ta có thể tham gia và kỳ vọng từ vùng 3 này thì đánh lên vùng 4 gì đó. Nói chung như vậy, 3 lên 4 là 1 chia 3 là cũng 33%, các anh chị cũng tương đối đấy. Nói chung kỳ vọng này hơi lớn, nhưng mà từ 3, 3.5, 3.6 tùy các anh chị có thể canh chốt. Rồi, một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành mía đường QNS thì bây giờ là nó đánh ở trong một cái biên từ vùng 33 đến vùng 35. Những cái tín hiệu kỹ thuật như này nó là xấu bởi vì QNS đã bị mất cái vùng đệm ở đây, thì cái mũi tên này không phải là mũi tên đi lên mà mũi tên sẽ tiếp tục đi xuống, thường sẽ là như vậy. Và nó sẽ chỉnh về vùng khoảng đây, vùng 30 đến khoảng vùng 30.5, sẽ canh lại ở những vùng này. Cổ phiếu SBT đã cầm hết hàng rồi và hiện tại thì em cũng đang giao dịch khá là trầm lắng vì nhóm Micap. Tuy nhiên ở trên góc độ kỹ thuật đó là vùng 15.8 đến vùng 16, đây sẽ là những cái vùng mà cổ phiếu cần sẽ có thêm sự tích lũy ổn định và chúng ta sẽ cầm thêm thôi, và mục tiêu thì vẫn là chạm vùng 18 đối với SBT, bởi vì SBT các cái vùng giá vốn của chúng ta tham gia cũng không thực sự là cao nên là chúng ta cứ cầm thêm thôi. LSS đang có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Đây chúng ta có vẽ cái nón ở đây đâu đó khoảng vùng 6.4. SLS Mía đường Sơn La chạm về vùng 8x nó, và khi chạm về đến cái vùng giá mục tiêu này thì thường cổ phiếu sẽ chỉnh giảm, và ở những cái điểm chỉnh kỹ thuật thì bao giờ nó cũng như vậy, nó sẽ về lại những cái vùng gần gần ở đây đâu đó khoảng vùng 75 đó, test kiểm tra kỹ thuật ở đó. Rồi các mã cổ phiếu của nhóm ngành thủy sản các anh chị nhé, MPC.
Rồi MPC các anh chị lưu ý hoàn thành vùng giá mục tiêu 32 và cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây này là các anh chị phải nhớ này, vùng 3x. Em này em mới không gãy 3x thì được, còn nếu mà cổ phiếu này gãy 3x thì như vậy là xu hướng là sẽ đao tiếp ở bên này, đao tiếp ở bên này. Hiện tại thì tín hiệu đường MACD đang khá là xấu và xu hướng thì thiên về xu hướng giảm giá. ACL là một mã cổ phiếu thiên về đầu cơ, chính vì vậy nên là Hùng không có phân tích định lượng cho các anh chị. Nhưng khi mà cổ phiếu này gãy vùng 14 thì đã có những phân tích những điểm gãy kỹ thuật ở đây cho anh chị nào mà đang cầm thì không bán thì đấy, nếu không bán thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây. Ở những cây nến khổng lồ ở đây đang rơi xuống như này thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. VHC ngày hôm nay công lại vùng 43 sau một cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây, và cổ phiếu này công lại vùng 43, lực cầu tương đối khá là tốt, khá là ổn định. Thì với tín hiệu này thì chúng ta cần phải chờ thêm cái sự ổn định của em này ở trên vùng 43, và mã này thì cũng không khuyến nghị mua mới. Ai mà đang có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt thôi, kỳ vọng đang đâu đó ở khoảng vùng 45. FMC là trong phân tích định lượng về mặt kỹ thuật, đó là cho phép chỉnh không gãy vùng 34 thì cổ phiếu sẽ hồi lên và sâu nhất đó là ở khoảng vùng giá 32.5, nhưng mà về mặt lý thuyết là gãy vùng 34 thì như vậy là chúng ta đã phải chốt lãi rồi, chúng ta đã phải chốt rồi, còn mua ở trên này chúng ta phải hạ tỷ trọng. Và đây chúng ta thấy rằng khi các cái điểm kỹ thuật bị mất thì cổ phiếu đã bị rơi khá là sâu sau đó. Và đến thời điểm hiện tại thì FMC sẽ cần thời gian để nung nấu tích lũy lại nền ở vùng giá 30. 30 anh chị, 30. ANV. Rồi, ANV là mã cổ phiếu có phân tích khuyến nghị và vùng giá mục tiêu ở vùng giá 2x, sau đó có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật lại. Ở hiện tại thì AMV đang bám khá là sát vùng 20. Và tín hiệu hiện tại thì chưa xấu, nếu như gãy 19.5 thì là xấu. Gãy 19.5 thì những anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta cũng sẽ bán, bởi vì đấy là những cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật rồi, và nhất quyết là khi mà gặp những cái điểm đó thì chúng bắt buộc chúng ta phải bán đi thôi. Nhóm ngành cao su GVR GVR trong nhịp này thì chúng ta đang phân tích kỳ vọng ở vùng giá 14, và trong tuần thì đã có những cái điểm mà vượt thoát vùng 14 và sau đó thì tích lũy lại vùng 13.5 với một lực cầu cũng tương đối là ổn định, và chúng ta chờ có hay không một cái cây nến vượt thoát ở đây thì chúng ta cần phải chờ thôi. Tín hiệu hiện tại của GVN thì nó cũng đang khá là tốt, và trong nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là GVN sẽ đánh vượt thoát vùng 14, đi về vùng 15 cộng 15.5 đến vùng 16, và đến cái vùng này thì coi như vùng chúng ta đã chốt tất toán toàn bộ. Cổ phiếu PHR phiên ngày thứ 5 thì nó bị phá chen, tuy nhiên đến phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu lại lấy lại được vùng 55. Thì câu chuyện kỹ thuật, các điểm nhấn kỹ thuật ở đây là gì? Đó là cổ phiếu không được phép gãy vùng 55. Thì ở đây là một phiên rơi này, rơi kỹ thuật khỏi cái điểm điểm cầu ở trên này, đó là điểm 57, thì cổ phiếu sẽ test chỉnh trang lại ở khoảng vùng 55, 54, 55 gì đó. Đây. Đó thì đây sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ mới của PHR, và cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian. Nếu như cổ phiếu tiếp tục mất cái vùng 55 như vậy là xu hướng xấu, còn vẫn giữ lại được cái vùng này thì chúng ta đang anh chị mà đang cầm mà đang lỗ lỗ một tí thì chúng ta cầm để chờ cái sự hồi phục, và chúng ta sẽ bán lại đằng trên. Mã cổ phiếu ship thì không có gì thay đổi. Ship hôm nay lại rất là đẹp. Đó, trên ship lại rất là đẹp, đó là ship sau khi mà hoàn thành vùng 85 chỉnh giảm lại về vùng 80 và lại tiếp tục đánh vượt lên. Và phiên ngày hôm nay là một cây nến vượt thoát khá là đẹp, thì thường thường là cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở đây. Nếu cổ phiếu này test cung không gãy và tiếp tục đi lên thì chúng ta tiếp tục nắm, còn ngược lại mất cái vùng ở 85 thì chúng ta cũng có thể canh để chúng ta chốt. Nhóm ngành cổ phiếu phân bón BFC. BFC là hoàn thành vùng mục tiêu 7.17 và đang có những điểm test không gãy vùng 16. Đối với BFC thì trong cái thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái dư địa. Khi mà tín hiệu đường MACD vẫn đang cắm đầu đi xuống như này thì thường là cổ phiếu sẽ đi ngang và tích lũy. Chúng ta chờ những cái điểm mà những cái điểm gọi là những cái điểm hồi tụ về mặt kỹ thuật, là cái đó thì cũng sẽ có những cái phân tích thêm về BFC. Đạm Phú Mỹ thì chưa khuyến nghị mua thêm.
Lý do vì sao? Bởi vì là khi Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 18 này thì em ấy đang có những cái điểm test ở quanh vùng 17 và sâu hơn ở vùng 16.5. Và lực cầu chưa thực sự ổn định, chính vì vậy nên là Đạm Phú Mỹ là chưa khuyến nghị mua thêm. Nhưng với Đạm Cà Mau thì lại khác. Đạm Cà Mau thì Hùng đã chính thức là đây, Đạm Cà Mau. Đạm Cà Mau cách đây 8 ngày sau khi khuyến nghị chốt lãi cách đây 8 ngày thì chúng ta tiếp tục mở mua tiếp ở vùng 12.05 đến vùng 12.1, thoát nền 12 sẽ đi về vùng 14 cộng và dự kiến sẽ áp khoảng tầm 15 nữa, trong 15% trong cái lúc thị trường khó khăn, tức là từ vùng 12 mà dự kiến lên vùng 14 thì nó tăng lên rồi khoảng tầm độ 15% nữa, thì vùng cách đây 8 ngày thì đã có những khuyến nghị bắt lại cổ phiếu này. Bởi vì khi đó thì mình nhận diện thấy là những cái điểm test cung của vùng 11.5 đối với cổ phiếu Đạm Cà Mau rất là ok. Và phiên kết tuần ngày hôm nay thì có một cái lực cầu rất là mạnh đánh Đạm Cà Mau, và kỳ vọng với tín hiệu này thì Đạm Cà Mau sẽ hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, đó là vùng 14. Rồi, nhóm ngành phân đạm cảng biển rồi. Nhóm ngành dệt may chúng ta chỉ nói duy nhất đến mã cổ phiếu TCM, và trong kịch bản phân tích của Lê, TCM từ mục tiêu từ vùng 22 sẽ đánh vùng 20, chạm vùng 26 ở nhịp này, với các cái tín hiệu kỹ thuật không gãy, không đứt gãy các cái điểm, không đứt gãy các cái điểm kỹ thuật ở đây, đó là những cái điểm kỹ thuật ở khoảng vùng 23. Đó, những cái điểm kỹ thuật khoảng vùng 23. Lưu ý thêm một mã cổ phiếu nữa là DXG, đất xanh các anh chị. Đất xanh đã khuyến nghị mua. Đất xanh khuyến nghị mua. Phân tích bị sót. Đất xanh đã khuyến nghị mua 3 ngày, 5 ngày về trước ở vùng 11 đến vùng 11.3. Tại thời điểm đó thì cũng đã nhận diện thấy rằng đất xanh đây phải 3 ngày. Đây các anh chị, 5 ngày về trước. Thăm dò chiến đấu vùng 11 đến vùng 11.3. Tại thời điểm đó thì Hùng đã nhìn thấy những cái tín hiệu tạo nền của đất xanh ở trên một cái kênh xu thế rất là đẹp ở đây. Rất là đẹp ở đây. Sau khi mà đất xanh có những cái lực đánh về dòng tiền tốt và có những cái điểm quay trở lại test cung ở vùng 11 thì đấy là cái vùng mà khuyến nghị chúng ta gom vị thế. Và trong phiên ngày hôm nay thì khi mà đất xanh tăng như này thì hoàn toàn ở đây sẽ là điểm mua thêm 50% tỷ trọng. Tức là khi đất xanh vượt thoát ở đây này, đất xanh vượt thoát cái vùng này, đó là vùng 11.3 đến vùng 11.4, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta tăng tỷ trọng của đất xanh thêm 50% tỷ trọng, và sẽ chờ chờ đến lúc nào, chờ đến lúc mà hàng của 30% của 50% tỷ trọng này về, tức là sau 3 phiên sau mà đất xanh tiếp tục tăng giá, tức là đất xanh tiếp tục tiệm cận lên đến cái vùng ở đây, đó là vùng bao nhiêu ạ? Vùng 10 ở đây, khoảng vùng 12.5 đến vùng 13. Đó, nôm na là vùng này. Đó, thì chúng ta nếu như có một cái lực cầu đẩy mạnh lên vùng này thì đây sẽ là điểm mua hết 20% còn lại. Đó, thì trình tự chúng ta mua 30, 50, 20, đó là như vậy. Rồi, bây giờ còn nhóm ngành nào nữa nhỉ? Còn nhóm ngành khu công nghiệp chưa phân tích được. Và nhóm ngành điện. Ok, những cái mã cổ phiếu nào mà chưa phân tích và nhóm Viettel chưa phân tích được thì các anh chị sẽ comment ở dưới phần bản tin này các anh chị nhé. Dưới phần bản tin tuần, các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ comment dưới phần bản tin tuần, thì Hùng sẽ phân tích tất cả những cái comment của các anh chị. Còn những cái bản tin cũ thì chúng ta tốt nhất đừng ra không phân tích, bởi vì Hùng sẽ không view lại được. Rồi, 10 phút còn lại của bản tin thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về thị trường chung. Đó, chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích thị trường chung. Đối với chúng ta nhìn qua một tí đối với chỉ số Dow Jones Future hoặc là Hang Seng Shanghai, Nikkei 225, chỉ số Koppinex của Hàn Quốc, thì nhìn chung là chỉ số chứng khoán châu Á và chỉ số chứng khoán Mỹ đang có những phiên đang có những tuần giao dịch khá là tích cực, tương đối là tích cực. Thì đấy là những yếu tố về mặt vĩ mô để giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có những cái tâm lý ổn định hơn về thị trường, đúng không ạ? Rồi. Còn đối với chỉ số VN Index của chúng ta thì Hùng đã có những cái phân tích đánh giá, rất là nhiều các cái đánh giá ở trên Zoom không chat hàng ngày. Hàng ngày nó sẽ có rất rất nhiều những cái câu chuyện về phân tích, và kể cả là bản thân ngày hôm nay rất nhiều những cái câu chuyện là những anh chị hô là thị trường sập, nhưng Hùng có nói với anh chị ở chúng ta, ok, trụ ngày hôm nay nó sẽ bị chậm đà tăng lại. Đó, trụ ngày hôm nay sẽ chậm đà tăng lại. Nhưng
Chúng ta sẽ có thêm những cái nhóm ngành thế chân và chúng ta cứ bình tĩnh đó, chúng ta cứ bình tĩnh để chúng ta phân tích, để chúng ta định lượng thị trường, chứ không phải là chúng ta cứ thế là chúng ta bán tống bán tháo và chúng ta chờ những cái nhịp đó, chờ những cái nhịp mà thị trường hồi lên thì chúng ta hăng bán, chứ còn chúng ta không phải vội vàng cái gì cả. Và chúng ta thấy rằng là trong trong phiên ngày hôm nay thì gần như những cái điểm kéo xả ở trong phiên đó, những cái điểm kéo xả ở trong phiên thì chúng ta thấy có những lúc là VN Index xanh đến tận 4 đến 5 điểm đó, và phiên ngày hôm nay là phiên kéo xả. Và chúng ta cứ bình tĩnh và chúng ta chờ những, nếu có bán thì sẽ chờ những cái điểm hồi kỹ thuật lên, và thị trường sẽ chưa thể sập được đâu. Đấy, thị trường này thì sẽ chưa sập được đâu, và tổng thể thì VN Index, VN30 và phái sinh vẫn đang nằm trong các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của chung của toàn thị trường đó. Thì từng cái phiên giao dịch nó sẽ có những cái biến để chúng ta có những cái định lượng rất là quan trọng. Và đến thời điểm hiện tại thì nhóm La Cáp, những cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ dừng đà tăng và luân chuyển, sẽ nó sẽ có cái dòng tiền luân chuyển từ cái trụ này sang cái trụ khác. Và ví dụ ngày hôm qua Hùng khuyến nghị chúng ta chốt Mansan, thì cái dòng tiền chốt Mansan xong có thể sẽ luân chuyển sang FPT của phiên ngày hôm nay, rồi FPT có thể đánh một vài phiên sau đó sẽ luân chuyển, nó dòng tiền trong trụ sẽ liên tục luân chuyển như vậy. Và cái điều quan trọng nhất đó là nhóm ngành Mid Cap phải chỉnh xong và tích lũy và bắt đầu tăng trở lại, thì đấy là câu chuyện mà chúng ta cần phải tiếp tục quan sát thị trường. Và những cái điểm quan sát đó thì cũng sẽ liên tục cập nhật cho các anh chị ở trên room. Đối với chỉ số VN Index của chúng ta trong một cái hành trình, đúng không ạ, trong một cái hành trình lên vùng 930 đến vùng 945 điểm, khi sau khi mà chỉ số này vượt thoát vùng 920 thì cũng đã có những cái điểm phân tích kỹ thuật ở đây. Đây là cái nón ở đây, nón úp, và cái nón này thì là một cái nón thành công đó. Và sau nó lúc này thì thị trường của chúng ta có hai phiên test. Đây, phiên này là test đâu đó khoảng về sâu nhất ở vùng 923 điểm đó, 923 điểm, tức là cách cái điểm 920 một tí. Sau phiên ngày thứ tư cũng như vậy, đến phiên ngày thứ năm thì đây là một phiên nhảy gáp của thị trường. Mục tiêu về vùng 945 điểm thì đã hoàn thành, và cái câu chuyện là thị trường của chúng ta bây giờ sẽ đi đâu về đâu đó, có tăng tiếp được hay không, rồi tăng đi đâu, thì đấy là một câu chuyện mà cũng rất là đạt được quan tâm của rất nhiều những anh chị em của chúng ta trong thời điểm hiện tại. Thì đây chính là vùng 945 điểm đến vùng 950 điểm của thị trường, và đây sẽ là cái vùng kháng cự tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và khi chạm về vùng này thì xu hướng là sẽ test cung, và những cái điểm test cung này thì Hùng đang dự kiến ở đâu đó khoảng vùng 935 điểm không gãy. 930 điểm không gãy, tích lũy ổn định thêm phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba, lực cầu tiếp tục trở lại và đưa chỉ số này về vùng 945 điểm đến 950 điểm, thì tại thời điểm đó thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích định lượng. Nhưng trước mắt là chúng ta phải tính cái kịch bản chỉnh test cung của thị trường trước khi mà tính tăng, bao giờ cũng như vậy. Bởi vì là cái vùng giá mục tiêu của 945 điểm của chúng ta đã hoàn thành thì chúng ta phải tính cái đoạn test cung, và cái điểm test cung của đó ở khoảng vùng 935 điểm. Thì phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, đấy là những cái phiên bản lề, cũng sẽ tiếp tục quan sát đối với chỉ số test cung của VN Index. Đối với chỉ số VN Index thì sau khi mà những cái điểm test cung này và hoàn thành mà lên được cái vùng 950 điểm thì cái mục tiêu tiếp theo đó là mốc M3, mốc M1 930, mốc M2 945, và mục tiêu mốc M3 ở 970 đến 975 điểm của thị trường chung. Nói như vậy thì các anh chị có thể nói rằng là từ cái vùng này lên cái vùng này nó còn cách đâu đó khoảng tầm độ 30 điểm nữa, thì liệu thị trường có đi được hay không, thì chúng ta sẽ chờ những cái điểm nhấn kỹ thuật đây. Và mốc M3 là mốc mà thị trường sẽ hướng đến, đúng không ạ? Bản thân khi VN Index ở những cái vùng 900 900 bao nhiêu ạ? 980 900 890 điểm. Thì cũng đã xây dựng mốc M1 rồi mốc M2, tức là lúc đó là từ 900 điểm mà đi lên là 40 điểm, tăng 40 điểm các anh chị nhé, tăng 40 điểm. Vậy thì lúc đó thì rất nhiều người là nghi ngờ, hoài nghi cái kịch bản này, nhưng mà rõ ràng là thị trường của chúng ta cứ lần lượt nó đạt những cái cột mốc như vậy. Và đối với chỉ số VN30 ngày hôm nay thì chúng ta, tuần hôm nay thì chúng ta tiếp tục chứng kiến một cái dòng tiền tương đối mạnh, tương đối lớn, trên 150 triệu cổ phiếu. Đấy chính là cái giai đoạn thăng hoa này của thị trường, sau một cái giai đoạn rơi gãy và sau một cái giai đoạn mà VN Index dòng tiền đổ rất nhiều vào VN Index và thị trường gãy đó, và thị trường gãy
Thì đến thời điểm hiện tại có hay không cái câu chuyện thị trường gãy thì không ai nói tài nói giỏi được, đúng không ạ? Và chúng ta cần có những cái tín hiệu kỹ thuật phân tích. Về cơ bản trong tuần thì VN-Index, xin lỗi cả nhà, VN30 của chúng ta đã hoàn thành, bản thân tuần trước là cái VN30 đã hoàn thành cái vùng 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 mục tiêu là 870 đến vùng 880 điểm rồi. Đấy, có những cái điểm bull lên, nhưng mà sau đó thì chính thức là tuần này thì VN30 đã thoát biên trên 880 điểm và đi về vùng 900 điểm, 95 điểm. Vậy khi về đến cái vùng này thì như thế nào? Về đến vùng này thì cũng sẽ có những cái điểm trả cung kỹ thuật, trả cung kỹ thuật. VN Index trả cung thì VN30 cũng sẽ trả cung, và chúng ta sẽ xem ở khoảng vùng 800, tức là đâu đó khoảng vùng 890 điểm, 890 điểm. Ở khoảng vùng 890 điểm đây sẽ là cái vùng đệm rất là quan trọng để chúng ta xây dựng các cái mốc tiếp theo. Song trùng với cái câu chuyện là VN Index nếu mà đi lên được, thoát được vùng 945, 950 để đi về vùng M3 thì VN30 chúng ta cũng sẽ xây dựng những cái điểm cầu đi lên ở bên này như vậy. Nhưng trước mắt sẽ là những cái điểm test cung kỹ thuật và sự phản ứng của VN30 ở vùng 980 điểm đến vùng 900 điểm. Đối với hợp đồng phái sinh VN30 F1M, đó, VN30 F1M thì trong những kịch bản chúng ta xây dựng phân tích M1 ở đây vùng 870 đến vùng 880 điểm và M2 ở vùng 900 điểm thì hiện tại là đã hoàn thành cái mốc M2, và mốc M3 thì chúng ta sẽ chờ VN Index sẽ song trùng thì cũng sẽ đo lại cái sóng của điểm M3 đây, thì cũng sẽ phân tích lên trên room và cũng sẽ chia sẻ ra room cộng đồng. Thì những anh chị mà đã vào những cái room cộng đồng ví dụ như là R7, R8 thì hoàn toàn đã có những cái trải nghiệm ở trên đó. Còn đối với chỉ số VN30 F1M đã có một cái, chúng ta đã xây dựng một cái điểm cầu long lên qua từng phiên giao dịch rất là dài ở đây. Đó, từ những cái điểm bẻ long ở đây, điểm bẻ long ở đây. Và chúng ta phân tích một sóng long lên và đến tại thời điểm này đã chạm 900 điểm rồi. Thì đối với chỉ số VN30 F1M phái sinh ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng cái biểu đồ M5 để chúng ta phân tích. Trên góc độ ngắn hạn thì các anh chị lưu tâm đó là vùng kháng cự của chỉ số này ở khoảng vùng 901 điểm. Vùng hỗ trợ 1 của em này ở vùng 890 điểm và vùng hỗ trợ 2 ở vùng 880 điểm. Nói chung là đến thời điểm hiện tại thì phái sinh chưa có dấu hiệu, đó, chưa có dấu hiệu bẻ sang pha sọt, và những cái điểm lo sọt ở đây nó vẫn liên tục tiếp diễn như vậy. Và chúng ta sẽ có những cái mốc định lượng, đó là mốc ở khoảng 880 điểm để giúp cho chúng ta ổn định về mặt tâm lý, về mặt thị trường và về mặt chỉ số. Và VN phái sinh, chỉ số phái sinh vẫn giữ được ở trên vùng 880 điểm. Và những điểm test cung kỹ thuật của VN Index, VN30 không gãy những cái điểm kỹ thuật như vậy thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là thị trường sẽ tiếp tục hành trình công phá vùng 945 điểm đến 950 điểm. Vượt thoát vùng 950 điểm với những tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì lúc đó chúng ta sẽ đi xây dựng cái mốc M3 ở vùng 970 điểm đến 975 điểm. Ok, như vậy là chúng ta có hơn một tiếng đồng hồ để nói về thị trường, nói về cổ phiếu, và có một vài các cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em của chúng ta trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Đối với room cộng đồng R7 thì các anh chị có thể đăng ký tham gia ở đây. Thì Hùng Lê sẽ share một phần thông tin, một phần các cái phân tích ở trên room chuyên sâu ra room cộng đồng để cho các anh chị có những cái cập nhật trong cái quá trình giao dịch. Bởi vì trong tuần giao dịch thì Hùng Lê cũng khá là bận rộn, nên là cái câu chuyện mà để mà chăm sóc hết được tất cả các room cộng đồng thì nó rất là khó. Và như vậy thì các anh chị cũng có thể là có những cái góc nhìn, có những cái quan điểm mà đồng hành cùng với Hùng Lê, thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về ở team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để tham gia đầu tư, cũng như cùng đồng hành với Hùng Lê trên chặng đường đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản điểm tin tiếp theo.